phải. Nhớ suốt đời, anh nhớ suốt đời. Chẳng thể quên nói yêu thật lòng. Chuyện tình ta vỡ tan rồi. Hello anh em nhá. Tiếp tục live stream sunbox thôi. Chứ bây giờ còn gì nữa mà chơi. Đúng không? Chuyện tình yêu mãi nhớ thương ai. Hôm trước khóa nhầm cái chân này còn toàn, hôm nay phải bỏ ra không khóa nữa. Còn cái quên cái gì nữa không nhỉ? Đây còn thú này cũng thế này. Khóa nhầm đồ anh em ạ. Ngồi lơi đây trong khung trời né nôi. Hình như hết rồi. F97 già. Sao anh em biết là mình F97 già? Hỏng. Hỏng rồi, hỏng rồi, lộ hết chiến thuật. Bên kia hết cái rồi. Vãi. Đâu, gái bình thường mà, o đi. O mạnh như chiến nị sao lại hết gái. Mình hết xu rồi anh em ạ, không dám ép chín đâu. Cậu không gánh được nữa đâu, gánh bình thường, gánh mạnh như. Chuyện tình yêu vỡ tan rồi, một tình yêu mãi nhớ thương ai. Kích hóa sát thương đi à? Kích hóa sát thương làm gì trời? Rồi mình lại đeo cái tam sinh thạch huyền thoại thôi anh em. Kích tam sinh thạch 12 đi bố. Đánh bằng tam sinh thạch thăng 12. Ngồi lơi đây trong khung trời lẻ loi. Ngồi lơi đây nhớ một người. Bật hộ chủ chưa? Còn chưa thèm bật hộ chủ để vãi cả cứt. Ông hơi lì đấy nha. Bật hộ chủ các kiểu đấy chứ nè. Oánh gì mà oánh không bật hộ chủ vậy. Ngồi lơi đây nhớ một người, chuyện tình yêu mãi nhớ thương ai. Ngồi lơi đây trong khung trời lẻ loi. Ui tôi sợ quá. Bảy già nó đánh mình sợ quá đi. Ôi nó sao nó chết rồi, sao lại phục sinh? Đừng phục sinh thế mình sợ lắm. Đại ca thay đại ca thủng mình F9 hết. Thay mới thiếc này. Thì thay mới thiếc thì vào đây. Nút hết vút hết. Này thì thay mấy cái chúng tôi lại. Thì thay này. Hết sô-cô-la thì ở đây. Ôi thôi chết rồi mình kích nhầm bố nó vào cái này rồi. Thế để out ra cái nhá. Này thì thay này. Khi mà hết sô-cô-la. Ui thôi chết rồi. Bị đẩy bố ra anh em đợi mình xíu nhá. Lại thì thay mấy cả chúng tôi này. Ok anh em đợi mình xíu để mình mở cái link này nè. Chắc là nó bị đẩy ra mất. Bởi vì đẩy nhầm Nhật Dương ấy.
anh em đợi xíu nha. Bật F9 được mà sao phải thoát à? Bật F9 không được bạn ơi, khi mà bây giờ nó như này rồi là nó đang mặc định là mình đang F9 rồi đấy. Em biết bắt anh đen rồi nhá, biết thì cũng không vào được Trung ơi. Khóa IP hết rồi mà. Nhưng không vào được đâu. Ông nào nhìn thấy bát của tôi chưa? Đấy, mấy chị bận rồi. Gáy thôi. Mình tắt mấy cái này đi. Con này tạm bên này cái, bởi vì là nó bị ấy, nó bị đẩy ra rồi. Vào server khác mới nhanh anh em ơi. Ok. Hello anh em nhá. Hôm nay đúng là năm năm nay cái giải này là anh em mình toàn thắng, nói chung là không có gì vui hơn. À, có duy nhất một cái kèo gà vịt đó là bên mình phải xin thua để tránh cái hiện tượng là các anh em vào cái kèo nó sâu quá mà đến lúc mà anh em bị cái hệ lụy về sau không thể rút ra khỏi. Nên là bên mình phải suy nghĩ lắm mới phải quyết tâm là phải xin thua để cho anh em đỡ mất tiền ấy. Chứ còn nếu để mà đánh thì anh em biết rồi. Thì một của họ mà mình còn táng cho 2-0 thì biết là như nào đấy. Định táng luôn đấy, nhưng mà anh em đã được gọi điện cho nhau đấy và nó nói bảo bây giờ nếu mà táng chết trận đấy ấy, là rất là nhiều những anh em phải ra đảo. Đấy, thế đâm ra là bên mình là phải họp ý gọi với nhau và chất và phải quyết định là phải xin thua đấy, mặc dù là nếu mà đánh thì anh em biết kết quả rồi, nếu mà đánh thì chắc không có tí cửa nào đâu. Team một mình còn dã cho như vậy đỡ làm sao được, đã cho 2-0 không gỡ. Có thằng nằm kèo giáp sĩ hậu đây với gà vịt 20k kìa. Nói chung là xong giải rồi, làm gì còn kèo đâu Vũ Vlog ơi. Xong giải đồ nó khác và ra ngoài nó khác. Trong giải ấy, là mình thứ nhất là cái cách mình phối đồ nó chưa bị lộ. Cái điều thứ hai nữa là trong giải nó có nắc miễn dịch. Cái thứ ba nữa là trong giải nó có rất là nhiều kim ô ngọc hồn để mình có thể sử dụng anh em nhé. Đấy, thế nên là chúc mừng mày nhé. Tam sinh thạch thằng 120, tao xem mà đau cả bụng. Hưng Nguyễn này. Mày thấy không? Khổ quá, bao nhiêu ngày không được bực bung nụa, đến đúng đến giải anh em mới cho bung nụa, sợ thật. Chỉ cần tam sinh thạch và quần anh hội thăng 4 thôi là đủ để mình bật rồi. Đấy. Ra giải gà vịt vẫn ăn được. Ra giải thì thực ra là mình không có đủ đồ đâu. Anh em không có đủ đủ đồ đâu. Vào giải nó có nhiều kim ô ngọc hồn mới lại. Khi làm đồ ở ngoài giải nó khác và trong giải nó khác. Đấy là cái điều cái quan trọng mà bên mình đã nhận ra được những cái vấn đề đấy. Còn thực sự ra là cũng hơi bị đáng tiếc, hơi bị buồn là cái chỗ là bên mình phải chấp nhận một điều, đó là phải xin nhận thua trong cái kèo của gà vịt đó. Bởi vì có một cái là anh em mình nhận được thông tin ấy, là nói chung là kèo đấy khá là nặng. Nên là bọn mình không dám đánh. Nếu như đánh thắng thì sẽ rất là nhiều vấn đề xảy ra, nên là mình phải dừng lại đấy. Còn như cái kèo mà cái này thì cũng chia buồn với Khang một tí để mình chia sẻ với anh em một xíu này. Mic nhỏ quá. Ok, mình nói to chưa anh em ơi? Đây để mình chỉnh cái mic xem nó to hết cỡ. To hết cỡ rồi mà. Để mình chia sẻ cho anh em một cái thông tin này mình mới vừa mới nắm được một xíu. Thì xin chia buồn cùng với Khang Nổ. Anh em nhá, xin chia buồn cùng với Khang Nổ, đó là Khang Nổ dám bắt kèo gà vịt và chiến thần. Đầu tiên thì một ăn 1,8, đầu tiên là một ăn 0,8. Tức là 0,8 ăn 1 chứ nhỉ? Như nào ta? Nói túm lại là bên Khang là chỉ cần nếu thắng thì chỉ lấy 0,8 thôi mà thua thì trả 1. Đó, xong về sau là kèo chấp đôi. Thế là cũng không may thế nào mà tự nhiên lại mình lại táng cho 2-0 anh em ạ. Nên là cái trận đó là Khang thua cũng khá là đậm đấy. Thực ra là vô tình thôi chứ cũng không 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 biết là người ta vào cái kèo đó, nên là mình cũng không biết được ai đánh kèo mấy ai cả. Nhưng mà vừa mới nghe được cái thông tin là cái kèo đấy vào, anh em cũng vào được một chút, thế là vô tình một số anh em lại có một chút kinh tế ở trong đó. Mà anh em không chủ định đánh cái kèo đấy mà mình chỉ lên cái kèo kia thôi, nhưng mà khi mà lên kèo thì thực ra là anh em mình đánh ấy thì nó chỉ ít thôi, nó chỉ có 100-200 cao su thôi, nhưng mà
Thực ra là cái bên ngoài mấy ông kia ông chơi sâu quá, ông chơi thực sự là sâu luôn. Thế là có anh em thì cũng chơi rất là sâu đấy, thế nên đâm ra là điện lại và nói chuyện với anh em mình, mà bây giờ anh mà đánh như vậy là bây giờ là em không còn cửa để mà vào nữa. Thế thì bên mình đã phải họp ý rất là nhiều nhiều, phải mất một thời gian, anh em phải thấy là mất gần 1 tiếng đấy để họp để đưa ra được cái quyết định làm sao cho nó hợp lý nhất để cho tất cả anh em còn có cơ hội nọ cơ hội kia đấy. Thế đâm ra là chính mình là cũng không nắm được thông tin, và lúc đấy mình bảo là tại sao mày thua được, mình gọi điện mình nói chứ, mà tại sao team mình đánh như thế mà lại xin thua, không thể như thế được. Thế nhưng mà đến bây giờ mình mới hỏi ra được thì là thực sự ra ấy là anh em mình có những cái lỗi khổ riêng, nên là vì những cái hệ lụy đằng sau mà anh em trong team quyết định là phải dừng lại để cho tất cả không bị ai bị mất hoặc bị được gì cả đấy anh em nhé. Thì thực tế là nó là như vậy. Còn chứ nếu về cái sự thể hiện của cái team mình, cái team gà vịt đấy anh em, thì vừa vừa rồi thể hiện như nào thì anh em biết thừa rồi, táng team một người ta còn táng cho như đúng rồi, thế thì còn làm sao mà đỡ được. Nhưng mà mình thì thực ra này, mình cũng chẳng cần giải đâu, mình chỉ cần đánh anh em nhìn thấy đánh như vậy là ưng rồi. Đây này, thấy chưa anh em, thấy chưa, gửi mình F9, nó vẫn là F9 đấy nhá, chứ không phải là không đâu, nó vẫn là F9 đấy. Chẳng qua là mình nó bị ấy đấy, nó bị kích vào dương, nó thành ấy đấy. Đây này, đang PK2 đây này, nếu mà anh em không để ý cái là bị ấy ngay, bị chết ngay đấy. Ok anh em nhá, thì mình cũng giải thích qua với anh em một xíu nữa về cái trận đánh hôm vừa rồi, con gà vịt, team gà vịt phải xin thua là cũng có lý do của nó, để cho những anh em mà đã biết hay là chưa biết thì đến bây giờ biết hiểu nguyên nhân tại sao. Bởi vì chính bản thân mình cũng là người anh em trong team đấy, nhưng mà mình không trực tiếp đánh và cũng không trực tiếp biết được cái nguyên nhân, và đến bây giờ thì mình đã hiểu ra rồi, thì ok cũng chấp nhận được là không sao cả. Chứ còn nếu mà đánh thì mình nghĩ là chắc là sẽ lại tiếp tục với chiến thắng không đơn giản là 2-0 đơn thuần đâu, mà khả năng còn 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 2-0 với một cách đơn giản hơn nữa cơ. Bởi vì team 1 của họ mình còn đánh như vậy thì team 2 của họ thì không có cửa rồi. Ừ. Nên là cũng không sao cả, dù sao chăng nữa thì cái team 9x và cái team 200 thì anh em mình thực sự ra là đã gọi là toàn bộ là đã cực kỳ là hài lòng. Cả team 9x lẫn cả team 200 luôn. Thì Nick cũng thành công rất là tốt đẹp. Trận đầu tiên thì cũng bên mình thì rất hay xảy ra sự cố anh em nhé. Trận đầu tiên thì lại lại có một thằng lại comment cái kiểu này nữa à. Tao hộ, bây giờ mày hộ tao cái. Bây giờ mày hộ tao cái. Đấy, mày hộ tao đi. Ô, nó chứ nó làm cứ như là bây giờ là mình không làm được cái. Đấy, hộ tao cái. Bắt đầu là đây là chỉ là những cái thằng tiểu nhân thôi anh em nhé. Tiểu nhân nó kiểu nó đéo làm gì được, quay ra nó cay. Nó cay và cuối cùng là nó cứ comment ở đây, nhưng mà comment bây giờ mình xóa đi làm gì nhau. À, toàn cái này là toàn dạy dạy mình nhá, toàn dạy mình, và mình bây giờ mình đã xử lý những cái thành phần như thế rồi. Đó, làm sao bây giờ mày comment nữa hộ tao cái. Mày comment hộ tao cái. Bù lao mất dạy. Không, bây giờ mình xóa rồi nên là nó sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa. Những cái thằng phản cảm này tốt nhất là xóa ngay. Mất dạy với cả chúng tôi này. Đợi mình xíu mình cài nốt cái skin nhá, bởi vì mình vừa mới bị out ra ấy, thế đâm ra nó bị đẩy mất, không có skin đánh luôn. Ok. Nó bị đẩy ra ấy. Săn bảy già anh, ok anh em. Bây giờ thì mình thoải mái tâm lý cực kỳ. Thích thì táng ngay. Và nó để tắt cái chế độ nhặt dương đi, không nó cứ nhặt dương. À được rồi. Đâu, còn thằng nào trong đây nữa? Bây giờ hết Sokona rồi, vào đây bảy gì gì đại ca thay hay đại ca thủng gì ra đây nào. Hộ cái nào. Ôi được cái chầm điện ngon không này. Đây, có ông nào dùng chầm điện tôi cho đây này. Còn lâu ngày còn không PK đến 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 chân khí chân khủng còn hết bố nó cả hạn đây này. Đó. Còn hết cả hạn này. Đó, thật. Cho màn hình full đi anh à.
À ok, sorry anh em nhá. Đây là mình chắc là mình không để ý. Rồi 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 rồi. Đó, anh em phải nói vậy thì mình mới để ý được. Ok chưa? Rồi rồi. Ok nha. Huy cầm đạo sĩ đánh như thế này thì anh đen không dám rủ Huy PK nữa rồi. À, ông vẫn rủ bình thường mà. À, bên mình thì có một hai cái xui ở cái chỗ là như này. À, cái giải 200 và giải 9x đều cái trận đầu tiên đều anh em bị mắc lỗi về auto nhá. Ác của Long thì lúc ấy Long búp thì cái trận vừa rồi anh em xem thì để ý ấy, con dị nhân Parabol ấy, con ấy không hề búp một tí nào cả, chỉ đứng thôi. Bởi vì nó để auto đánh quái anh em ạ, nó cứ đứng yên nó xem lên mà nó vẫn cứ bảo nó búp rồi, thằng ấy nó bị não à. Thế là về sau đến cái lúc mà Ác Minh Tùng chết rồi ấy thì nó mới trống ra thì nó mới nhìn ra được là nó chưa búp. Thế là quay sang ông lúc đấy ông mới cài xong bắt đầu mới để chế độ đánh người nó mới búp đấy. Ác mà là vui kia phải siêu kiếm không? Không phải bạn ơi, ác này chỉ là ác chuyển sinh năm thôi. Ác này là ác của Thắng. Ác của Thắng nhá, chỉ mới là chuyển sinh năm giáng linh thuật tầng 1 hay là tầng 2 gì đấy. Nói chung là ác phụ người ta chỉ chơi chơi vui vui vậy đấy. Đánh với dị nhân Huy đi, ở dị nhân của Huy ấy, Huy tầm này Huy không có on đâu. Huy tầm này đang trong cái giai đoạn mà anh em còn đang liên hoan ăn mừng các kiểu rồi, nên anh em bây giờ mãi mới nâu nâu mới được ra Bắc ấy. Mấy anh em còn chơi còn nâu nên là không 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 có chuyện online PK đâu, có mình hôm nay mình rảnh nhé. Là hôm nay mình vẫn được nghỉ ở nhà thì mình rảnh mình live stream chém gió cùng anh em thôi, chứ còn đến mai mình cũng đi làm đêm rồi ấy, thì mình cũng chẳng có thể online được nữa, và bây giờ mình cũng ít online lắm. Bởi vì thực ra là những cái thành tích mà mình đã làm được ấy, thực sự ra đến bây giờ mình mãn nguyện rồi. Chứ mình cũng không phải mất công mất sức mà phải online rồi phải đánh nhau với các ông làm gì, bây giờ mình cũng chẳng cần đánh. Thật sự là mình cũng chẳng cần đánh đâu. Nhìn như vậy là mình cũng cảm thấy nói chung là khi mà giải đã diễn ra thành công tốt đẹp, cộng với cái việc là cái ác của mình ấy nó thể hiện trong cái hôm vừa rồi ấy, thì ok luôn rồi. Tí FaceTime tham ăn nhậu cho anh tái thèm à. Ok anh Hoàng nhá, em thực sự ra em rất là thèm về Việt Nam rồi đấy, bởi vì là có những cái cuộc vui như này mình rất là mong muốn. Chẳng phải là thèm bữa ăn bữa uống đâu, nhưng mà nó là cái tình cảm. Mà mình nói thật với anh em ấy, cái trận đầu tiên mà cái team 200 của mình thì chơi 200, cái team 200 của mình mà đánh trận đầu tiên mà team The Watt mà bị cua ngay trận đầu ấy, tức là còn mỗi hiệp pin không ấy, là mình gần như team không đập luôn. Đấy. Đến trận thứ hai thắng lại thì cảm giác nó vỡ òa luôn. Và đến trận thứ ba thắng nữa, lúc đấy là chính xác là hiệp gọi cho mình và chính xác là lúc đấy là mình khóc luôn. Khóc luôn. Không thể nào mà kìm nén được cái cảm xúc. Bởi vì thực ra là mình cũng rất là trông chờ vào cái team của mình. Cái điều thứ hai nữa là thực sự ra là tại vì cái thời điểm đầu là nó thua trận đầu ấy, mình cũng run lắm chứ, cũng no lắm chứ. Nhưng mà hóa ra là bên mình nó bị tí trục trặc thôi. Đấy, đây cả toàn xem thì biết này, cảm giác thực sự là nó gần như kiểu mình chơi nó lên đến cái tình cảm rồi, nên là đâm ra là anh em của mình mà đánh mà nó bị làm sao các thứ là mình no lắm. Đấy, no thực sự là no nắng cực kỳ luôn. Thế nhưng mà cảm xúc khi mà đến hiệp 3 mình đã thắng, hiệp 2 đã thắng mình đã cảm thấy tuyệt vời rồi, đến hiệp 3 đã thắng nữa thì thôi rồi luôn, cảm giác nó dâng trào. Và mình còn vui hơn nữa, đó là team team gà vịt, tức là một cái team mà nói thẳng luôn là đồ là đã bị yếu hơn rất là nhiều, bởi vì chủ định ấy là bên mình sẽ tính được là cái vấn đề là bên mình sẽ ăn giải nhất, cố gắng ăn giải nhất và có thể là ăn giải tư thôi. Bởi vì cái câu chuyện là bên mình cũng không đủ đồ, không đủ ngọc bội Vina Game, rồi cũng không đủ quần anh hội thăng 12 các kiểu. Tắt thanh búp đi anh, ok. Đấy, mình ẩn đi cho thoải mái. Đấy, thế là đâm ra là cái team gà vịt mình nói thật là tâm sự với anh em là mình bảo với anh em mà phải nỗ lực, phải cố gắng ấy. Có nghĩa là không cần biết là thắng hay thua, không cần biết. Nhưng anh em phải cố gắng hết mình, đánh hết khả năng cho anh chỉ cần có vậy. Thua cũng được, thắng cũng được, nhưng phải đánh hết sức và phải dùng hết cái khả năng của mình, chứ đừng trong đầu mà nghĩ là chưa đánh đã nghĩ là anh ơi thua rồi, anh ơi thua đấy, không đánh được đâu, là thua ngay từ trong tâm lý rồi, nên là không được. Nên là mình đã cố gắng mình xốc vác cái tinh thần cho anh em là không được, nhất định phải đánh, thua cũng đánh, thắng cũng đánh, và trong đầu không được nghĩ đến cái việc thua người ta, chắc chắn là mình phải đánh, phải thắng. Và anh em đã rất chi là quyết tâm. Cuối cùng Huy nó cũng chịu một cái áp lực của mình tác động đấy, và Huy nó cũng phải viết lên ở trên cái tin nhắn ở trên cái kênh cận đấy, anh em có thể nhìn thấy đấy.
Đó là Huy nó đã viết nên cái từ này: anh Đen ơi, em làm được rồi. Tức là bao nhiêu những cái khó khăn anh em mình phải chịu nha, chứ không phải đơn giản. Những cái áp lực anh em mình phải chịu rất là nhiều để mà đánh những cái trận. Mà khi tuyệt vời thì đã đến là khi cái team The Watt thắng là mình đã thấy tuyệt vời rồi. Nhưng mà đến cái team gà vịt ấy, đồ thì thiếu cực kỳ nhiều, không có đủ đồ. Nhìn đồ ác thì có thể ok, nhưng mà đồ thì thiếu rất là nhiều. Mà anh em phải hình dung là một cái ác ngon, nhưng nếu đồ không đủ cũng không thể đánh được. Đấy. Thế nhưng mà đến cuối cùng vào đúng là sự ngọt ngào luôn. Gà vịt cộng với cả anh ác anh thư, dị nhân anh thư thể hiện quá chi là tốt, khi nào thẳng vào mà búp như một vị thần của dị nhân anh thư. Còn gà vịt thì táng như đúng rồi, còn tái xuất thì dựa đằng sau mà đánh. Thì mình cũng nói với Huy rồi, bảo là ác của anh nó hơi yếu đấy, nên là em phải lựa đứng đằng sau mà đánh, chứ để nó ôm chúng là chết là không được đâu. Thế là Huy nó cũng cố gắng, nó dựa vào cái thế là đứng đằng sau để đánh thôi, chứ cũng không dám nhào thẳng lên. Nhưng mà Huy có một cái dở cái là khả năng thằng này tay nó cũng run sao đấy, mấy lần nó nhào thẳng vào giữa đội hình đối phương. Anh em cứ để ý, nếu như xem lại video thì biết là kể cả ác tái xuất luôn, nào thẳng vào chân gà vịt để mà chịu đam, để mà đánh luôn, phải nùi ra chứ em, nào vào thế đạo sĩ thì thiệt lắm. Thế rồi cuối cùng là em nó cũng nào được lên ra, chứ ác của mình thì không thể so với ác hiệp bin được. Ác hiệp bin thì hậu có ôm ôm thế ôm nữa, rồi ôm chán rồi lại phải nhả ra thôi, bởi vì khó nhằn lắm. Nhưng mà ác của mình ôm là chết đấy. Lý do xin thua là ác tái xuất mất hộ chủ. Mình nói thật là hôm đấy, lúc đấy thì mình có điện lại cho anh em thì bảo là không reset được hộ chủ ác tái xuất. Hiện tại là hộ chủ bằng không, và hộ chủ bằng không thì đánh làm sao được. Xong rồi cộng thêm một cái vấn đề nữa là anh em mất gần 1 tiếng, đó là có rất là nhiều vấn đề nó xoay quanh. Nếu như mình đánh cái trận mà gà vịt gặp giáp sĩ hậu đây đấy, và anh em gặp phải điện, nghe điện từ rất là nhiều hướng, và có rất là nhiều những cái vấn đề như thế, và quyết định là anh em đã đưa ra được một cái hướng để làm sao hòa thuận tất cả anh em. Mà mặc dù như thế là mình thiệt, mình nói thật là mình thiệt, bởi vì cái trận đó nếu như có đánh nhá, nếu như có đánh thì chắc chắn là bên mình cầm phần thắng rất là cao đấy. Bởi vì mình nhìn với cái cách đánh như vậy rồi thì nói thật là không kém gì team The Watt, không kém gì team The Watt. Đấy là mình nói thật, không kém luôn. Mà mặc dù đồ rất cùi, mình không thể nào nghĩ được là cái vấn đề là mình không trông trông mong được là cái vấn đề là tại sao đồ của các ông đuối hơn như vậy mà các ông thể hiện tốt như thế. Thế nên là vấn đề là thứ nhất là mình cũng nghĩ là con gà vịt, cái thứ hai là con anh thư nó cũng đúng đường đấy, nên đâm ra là nó rất chi là kinh. Còn con tái xuất của mình thì vẫn vậy thôi, vẫn cùi cùi như vậy, nhưng mà được cái lầm lũi đi đằng sau và cũng táng chết 2 người. Hình như là 2 mạng mình thắng đều là mình chơi quả mình cân đôi sao đấy. Mình cân đôi là mình đứng ngoài mình tỉa vào thôi nhá, chứ còn đứng mà solo là chết với nó đấy. Giáp sĩ hậu đây ôm ra sớm nhất, ôm làm sao được, ôm cái thằng một tạ ôm làm sao được. Tín trận 9x sao sao vậy, em anh Hiệp thua hay là dàn xếp vậy? Không phải, 9x nó như này này, người ta lộp tích lũy, bản thân người ta lộp tích lũy, người ta đã ăn giải nhì và giải ba rồi, nên là mình không có cơ hội ăn giải nhì giải ba nhé bạn nhé. Cái này là không phải là sắp xếp, mà cái này là theo cái cách mà Vinagame cho cái trận đấu diễn ra. Tức là người ta đã tính cái việc lộp tích lũy để tính đến cái nhánh đánh và phần thưởng rồi. Thế nên là mình, kể cả mình, cái hai team của mình nó hai team ở bên cửa dưới, tức là nó ở bên nhánh dưới, thì không thể nào có cơ hội mà tranh cái giải nhì, và không thể nào có thể tranh được cái hạng ba của họ. Thế nên là gần như là mình chỉ có cơ hội ăn cao nhất là 1-4 thôi. Thì và bên mình cũng đã làm được điều cao nhất, tức là ăn 1-4. Chứ còn nếu để mà cho đánh ra ấy, mà để mà bên mình có hai ác hai team ở bên trên ấy, thì chắc chắn là bên mình sẽ ăn nhất nhì đấy anh em. Nhưng mà do những cái sự sắp xếp về cái nhánh đấu như vậy rồi, nên là không thể nào mà mình có thể ăn được giải tốt hơn nữa. Đấy là giải tốt nhất rồi. Còn như họ mà tính toán tốt và họ ấy nữa là họ ăn luôn một, họ luôn ăn luôn 2, 3, 4, mình chỉ được khuyến khích và nhất thôi. Đấy, thế nhưng mà mình đã chia lực lượng ra. Anh em biết tại sao mà chia con Huy Game Việt xuống team dưới không? Bởi vì con Huy Game Việt vẫn là một cái con ác rất là mạnh, mà thằng gì Quý nó làm nên, Quý nó làm nên cái ác đấy rất là mạnh đấy. Đấy, nhưng mà một mình Quý thì không làm nên vấn đề, không thể làm nên được cái kỳ tích gì cả, bởi vì một mình thì cũng chỉ là một mình mà thôi. Đánh tập thể, đánh 3 người
thì nó phải có ba ác sàn sàn như nhau, chứ mà đây gặp cái bố mà chỉ rình rình có để kiếm tiền lấy tích lũy không thì không thể nào mà ấy được, không thể nào mà đỡ được. Lắc quá, mạng của mình rất là nắc do là máy tính là mình treo từ hôm trước đến hôm nay mình chưa có tắt. Không nộp có được đánh không? Không nộp thì ở nhà các bạn ơi, bởi vì là thực ra là bây giờ nó là như vậy rồi, nên là không nộp làm gì có chuyện không nộp được đánh đâu. Đấy, chiều nộp tích lũy mua mua giải không, cái này không phải là mua giải bạn ơi, nói mua giải thì cũng không đúng, bởi vì câu chuyện là người ta bản thân Vinagame đã đưa ra cái cách để mà xếp tích lũy để mà có cái bảng đánh rồi ấy, thì người ta nộp tích lũy nhiều như thế thì tự nhiên là người ta sẽ có cái phần thưởng đấy, chứ không phải là mua giải. Nói mua giải thì nó bị sai mất cái ý nghĩa. Xem đồ, đồ của mình có cái gì đâu anh em, đồ của mình có mỗi cái tam sinh thạch thăng 12 thì mình giấu đi rồi, à cái tam sinh thạch thăng 120 thì mình giấu đi rồi. Đợi xíu tí nó có boss thì mình sẽ F9 cho anh em xem thoải mái, bởi vì đồ mình đeo đồ cùi ấy mà, có rơi thì mình lại nhặt, mà nhặt không nhặt được thì thôi, đâu quan trọng mình mấy cái đồ ấy đâu. Nhưng mà với đánh mấy ác như kiểu của bầy già này thì mình cứ F9 thoải mái anh em ạ, F9 thoải mái luôn. F tam sinh thạch thăng 120 giấu đi rồi anh em ạ, đây cất đi đây rồi chứ không đeo đâu. Đấy, cất đi kỹ lắm, đồ rất là cùi anh em nhá. Đấy, đồ chẳng có cái gì ghê gớm đâu. Ừ, chiều mới là mua giải, 23. Thực ra là nộp tích lũy ăn giải rồi chứ không phải là ấy, còn nó đánh thì nó chỉ được có vậy thôi. Nhưng mà thực sự ra là kể cả như là cái giải 200 và giải 9x thì anh em mình đã làm được tất cả những gì có thể, và cái phần thưởng cao nhất đó là chiếc cúp vô địch thì bên mình đã thường xuyên nắm giữ. Bên hậu đã được cái giải quần anh hội rồi, giải giải thiên giải gì ngũ tuyệt rồi, nhưng mà riêng cái giải thiên địa nhân là bên hậu chưa từng một lần chạm tay đến, và đợt này họ rất khát khao để được cái vinh dự là đứng hạng một đấy, nhưng mà rất tiếc họ vẫn còn chưa đủ sức. Tam sinh thạch cho anh em đấu giá, à cho anh em đấu giá là mình nói chơi với các anh em thế thôi, thực ra nó chỉ là cái tam sinh thạch thăng 12 nó chôn chôn nhau vậy thôi chứ có cái gì đâu. Thực ra là bây giờ mình không có đủ đồ đấy anh em. Bây giờ quần anh hội 9 bình thường mình đeo như này, nhưng mà lúc đấy cũng phải nhường cho gà vịt, bởi vì á như mình ấy thì quần anh hội 9 là bây giờ bên mình là mình cũng đã mua về rồi, nhưng mà mình không đeo bởi vì lý do là mình phải biết được là người nào cần cái này hơn thì mình sẽ nhường. Kể cả như đồ cũng vậy, ai cần cái gì để đánh cho tốt nhất cho team thì mình sẽ phối hợp, như mình sẽ nhường như vậy, chứ không thể nào mà của tôi mua rồi tôi phải đưa cho ác của tôi đánh, như vậy cũng không được hay cho lắm, bởi vì là mình vì cái lợi ích tập thể nhé. Đúng rồi, anh em mình chơi thì cũng giống như là hôm trước thấy hậu livestream nói là chơi này đánh chủ yếu nó đánh vì danh dự thôi. Nhưng mà danh dự của mình ở đây tức là gì? Danh dự của mình ở đây tức là khi đánh còn một người mình cũng táng, mà khi mình có ba người mình cũng táng anh em ạ. Một người cũng đánh, ba người cũng đánh. À, Huy Game Việt con mượn rồi kìa. Em ơi, chuẩn bị cơm nước rồi các thứ, tối nay anh em mình xem bóng đá. Và từ hôm nay đã xong giải rồi, Huy hay là Vương hay tất cả những anh em đã ra ngoài Bắc được anh em đón tiếp thì hôm nay cứ say thoải mái, anh ủng hộ luôn. Nhưng mà hôm qua mà say thì anh cảm thấy lo lắng đấy, bởi vì là còn giải 9x đấy, nhưng mà xong giải 9x thì cũng là tuyệt vời rồi. Còn Long nữa, riêng hôm nào về là hơi bị trách Long cái vụ mà Long đánh trận trận team 9x cái trận đầu tiên ấy là làm anh thoát team quá. Bối để đánh quái, nghe anh em nói bảo là bối để đánh quái. Anh Đen ơi, Huy trả dép. À đấy, ở đây Huy mà đang xem livestream ấy thì phải nghe rõ nha. Mày đi rõ ràng mày đi giày mà xong lúc về mày lại kẹp đôi dép vào lách về mày. Nếu mà có chót dại lấy của ai hoặc là có nhặt được của ai thì giả người ta nhá, chứ bây giờ mỗi người thì cũng chỉ có một đôi giày hay một đôi dép thôi, mà bây giờ mày để người ta đi chân đất thì ta đi về thế phải khổ không? Đi ăn cỗ mà lại đi chân đất thì chết rồi. Hậu và Nhím hẹn gặp ở Ngũ Tuyệt nha, mai em livestream nói chuyện. Ok Huy ơi, hẹn thì còn nhiều cuộc hẹn mà, Ngũ Tuyệt thì anh em vẫn còn chờ đợi. Tất nhiên là trận đánh chưa diễn ra, chưa biết bên nào thắng bên nào thua, nhưng mà mình nói một cái, mình nghe thấy Kiên nói một câu là như này rất hay này: mưa đến đâu mắt mặt đến đó.
Tức là hôm nay mình đã thắng thì mình có quyền mình được gáy, và bên họ thua thì có quyền là bị chôn thôi. Còn đến ngày mai cũng vậy, ví dụ như họ có thắng thì họ chôn mình thì mình cũng phải chịu thôi. Đấy là nó là cái rất là bình thường thôi. Đấy, nhưng mà hôm nay mình là người thắng rồi, mình là người đang ở đỉnh của vinh quang rồi, nên là mình có quyền gáy thoải mái anh em nhé. Đỉnh để thắp hương thôi à. Ừ, đỉnh để thắp hương, nhưng mà họ chắc là hôm nay, chắc là hôm 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 đánh ấy, chắc là họ thắp hương hơi ít nên là thiên thần chưa phù hộ, nên làm ra là bị chết hơi bị ấy một tí. Mặc dù là họ đánh cũng muốn, là mong muốn là họ cũng đánh theo kiểu là cố gắng để đạt được cái giải tốt nhất rồi đấy, nên là khi mà họ có hai người họ cũng chạy, bên này còn mỗi hiệp pin, mà mình nghĩ vào thằng hiệp pin nó béo thế nó chạy làm sao được. Đấy, nó béo thế nó chạy làm sao được mà các ông lại không táng nó, cứ chạy xung quanh mà táng nó chết rồi. Thế nhưng mà không có ông nào dám đứng lại, chắc là sợ hiệp nó vả sao, thằng cái tay nó to thế nó vả một cái là chết. Thắng làm vua, nói gì cũng được gáy tẹt. Đúng rồi, thì mình cũng thế mà. Ngày xưa cái đợt cái giải quân đánh hội mình thua, mình cũng phải chịu bao nhiêu áp lực chứ anh em. Thực sự ra chịu áp lực rất là nhiều, bởi vì là đến như này là còn mấy anh em chơi với nhau ấy, thực ra là cái tiền giải nó chỉ một phần thôi, mà chơi cũng đánh với nhau bằng vì những cái bảo vệ những cái thành quả của anh em đã có từ năm trước. Ví dụ năm trước mà mình vô địch mà năm nay mình lại không được vô địch nữa, thì mình gần như là mình bị một cái gì đó nó hụt, rất là hụt hẫng, nên là sẽ cố gắng bảo vệ cái thương hiệu, cái chức đấy của mình. Năm ngoái mình vô địch rồi thì năm nay mình sẽ cố gắng vô địch. Và bây giờ là như Kiên nói, là bây giờ em chơi cái game Phong Thần này là em chơi được mấy năm, thì em cũng làm từ cái ngày em chơi đến giờ, là bây giờ ngày đợt nào năm nào em cũng vô địch, mà không may bây giờ mà không vô địch thì chắc là thôi em bỏ game đấy, gần như kiểu là nó áp lực quá. Đảo à? Ok thì đảo nào. Đảo à? Ok, đảo này là đảo nào ta? Đảo này là đảo, xem có ai ở đảo này không ta? Mình có ai đâu? Đảo này chắc sang đảo 2 rồi. Bật bí đội đội hình 5 tuyệt đi anh Thái à. Nói chung là đội hình 5 tuyệt thì không có gì thay đổi, thì chắc chắn team 1 sẽ là The Watt, Gà Vịt, Đạo Sĩ Hiệp Pin tái xuất. Và dị nhân thì có thể xem xét rất là nhiều dị nhân. Bên mình thì ba con dị nhân đều ok. Thứ nhất là dị nhân của Huy Game Việt, thứ hai là dị nhân Anh Thư, thứ ba là con dị nhân tới đây sẽ là con dị nhân của Mọi Đốm. Mọi Đốm thì mình xin thông báo với anh em một tin rất là mừng từ Mọi Đốm, tức là riêng vô tự của Mọi khả năng mình đoán là nó phải tầm cỡ 85 đến 90% là mắc Phật anh em nhé. Hiện tại nó vẫn chưa, nhưng mà khả năng mắc Phật là cực kỳ cao. Hiện tại vô tự đang là 66, 5 trên 10 khả năng sẽ là mắc Phật. Đang luyện anh em nhá. Khả năng mắc Phật nó lên đến 85 90% rồi. Nên là anh em cứ chờ một thời gian nữa Mọi Đốm luyện nốt thì anh em mình sẽ được chứng kiến cuốn vô tự của Mọi. Anh em vẫn đang luyện ngày đêm không có nghỉ ngơi những lúc nào cả. Parabon đi. Ai đầu tư xong gì? À, hiện tại ác Parabon ấy thì ác dị nhân ấy cũng là một ác rất là ok ở bên mình, nhưng do bên mình có nhiều ác tốt hơn, mình nói thật là nhiều ác tốt hơn, nên là ác Parabon hiện tại là bây giờ đang không cần đầu tư nữa và dồn toàn lực vào đầu tư giáp sĩ và đạo sĩ. Đấy là cái hướng của anh em team mình, chứ không phải là vấn đề là anh em bỏ đi. Đấy, con Parabon vẫn nằm đó, nhưng anh em sẽ dồn lực vào đầu tư giáp sĩ và đạo sĩ. Bởi vì dị nhân bên mình có ba con dị nhân, và ba con dị nhân đó gần như nó là ba con dị nhân mắc binh nhất của game Phong Thần rồi. Đấy. Đâu rồi? Hình như là con này nó chết rồi, đến cái con tầng 2 sao ấy? Để mình chạy lên con tầng 2 trước nhá, xong rồi có gì có thời gian thì mình sẽ nói chuyện cùng anh em. Đấy, hiện tại thì dị nhân bên mình không có lo, là bởi vì là bên mình có ba con dị nhân thực sự tuyệt vời. Còn giáp sĩ thì nếu như giải năm tuyệt mà cái team 1 ấy thì Gà Vịt và Zerowatt thì anh em nhìn thấy sức thể hiện thì cũng là ok quá rồi. Đấy. Giáp sĩ và Gà Vịt thì như vậy. Còn đạo sĩ thì hiệp pin thì anh em phải biết là toàn vẹn trong mọi lĩnh vực. Còn riêng ác tái xuất thì mình nói thật là ác tái xuất hơi đuối một xíu, nhưng mình sẽ cố gắng hơn. Anh em nhé, mình tới đây mình sẽ cho anh em
biết tiếp tục về ác tái xuất. Mình sẽ làm tất cả những cái gì để cho anh em thấy là thương hiệu ác tái xuất nó cũng không phải đơn giản mà tạo nên được cái thương hiệu như này. Đó. Giờ ai nên được giáng linh siêu cấp là bá. Quyền ơi mày đừng có nói nữa. Người ta có nhiều tiền người ta nên giáng linh siêu cấp tao sợ lắm. Nói độc nói dốt thôi. Mình nói trêu vậy thôi chứ thực ra là ai có tiền thì người đấy cứ nên, và người ta cũng là người có đầu óc mà chứ đâu phải đầu đất đâu, nên là họ thích nên hích làm gì làm. Nhưng mà riêng mình á thì tới đây anh em nhá, mình sẽ cố gắng từ bây giờ đến khả năng đến giải quần anh hội mình sẽ lên xong giáng linh siêu cấp cho con tái xuất. Đấy là cái điều mong ước của mình, còn không biết mình có thực hiện được không, nhưng mình cũng đang cố gắng làm cho nó được cái điều đó. Còn nếu ai có đủ điều kiện thì cứ làm thôi. Thực ra là bây giờ giáng linh siêu cấp nó rơi vào tầm 6k tướng quân lệnh thì cũng không phải là đơn giản đâu anh em, với cái số siêu để mà mua tướng quân lệnh tại thời điểm này. Nhưng mà mình cũng mong muốn là tất cả những anh em yêu quý mình mà có tướng quân lệnh ấy thì hãy bán cho mình với giá rẻ một chút, cũng giống như kiểu ủng hộ người nghèo đấy anh em. Mình thì là người nghèo chứ không phải là người đại gia, không phải là người kiếm được đồng tiền một cách dễ dàng. Mình chỉ chơi chơi vậy thôi. Nên là cũng mong muốn là tất cả những anh em giúp đỡ mình. Còn vô tự thì tới đây anh em nhé, tới đây thì mình cũng sẽ luyện lại vô tự ác tái xuất. Nhưng mà mình hy vọng là nó kịp thời gian, chứ mình sợ nhất là 6-6-4-10 mình luyện lại rồi nó không kịp thời gian đánh giải là anh em thử chết luôn. Đấy, cái câu chuyện nó là như thế. Nên mình rất là lo lắng, còn tiền nó là một phần thôi, nhưng vấn đề là luyện cái thời gian, cái thời gian nó rất là khó khăn. Đấy, mà từ bây giờ đến lúc giải mình sợ có khi phải sau giải ngũ tuyệt mình mới dám luyện. Bởi vì từ ngũ tuyệt đến quần anh hội nó phải có một thời gian là khoảng 4-5 tháng gì đấy, thì nó còn đủ thời gian để anh em luyện. Chứ mà bây giờ thời gian nó ngắn quá, luyện không có kịp, không may nó đen giống như mọi đốm cái thì thôi cuộc đời nát bét luôn. Đúng rồi, luyện vô tự cực kỳ là ám ảnh anh em nhá. Thực sự ra luyện cái vô tự ám ảnh cực kỳ luôn. Ô, ông này không mời mình vào VT à? Đấy, mình lên đây săn boss thì cũng chỉ là nên cho nó vui vui vậy thôi chứ cũng không có săn súng gì cả. Ui rồi, thắng Blue lại đi F9 rồi. Ông này được cái là hay đi F9 lắm nha. Chuyển sinh cũng chuyển sinh 7 rồi đấy, nên là dám F9 châu Ba Thông này. Châu Ba Thông này thì no đòn thôi em ạ. Bao giờ đánh 5 tuyệt à? Hiện tại là bây giờ đã là tháng 6 thì là đã giống đánh xong giải thiên địa nhân rồi. Thì chắc chỉ tầm tháng 8 đến tháng 9 là đánh ngũ tuyệt thôi anh em nhé. Nên là nó chỉ còn cỡ khoảng 2 đến 3 tháng nữa thôi. Thời gian nó rất là gần nhau. Thế nên là khi mà đánh giải như vậy ấy, thì là mình sợ mình không luyện kịp. Nên là mình cũng còn đang phải suy nghĩ đấy. Thắng săn mỗi 7. Đang thấy Vương Béo mua tướng quân lệnh siêu chắc cũng đang nằm, đang quay lại game. Không phải đâu Phạm Hùng ơi. Có nghĩa là Vương chưa bao giờ bỏ game đâu. Nhưng mà do thời gian bận nên không có online nick, nhưng mà vẫn giao nick cho những dân buôn. Ví dụ như là Vương hay giao cho Mạnh Nguyễn để mua thuộc tính cắn vào ác, thì hiện tại là ác cũng đã mắc hết thuộc tính rồi anh em nhá. Ác riêng ác của Vương cũng mắc hết thuộc tính. Hôm nay mình thông báo luôn cho anh em một điều như vậy, nên là anh em vẫn đang lên và lên trong cái phương châm là nên âm thầm, bởi vì là người ta không có thời gian online đấy, không có thời gian online luôn. Bây giờ đi làm công việc ở bên ngoài rất là bận nên là không thời gian online. Nhưng giao ác cho anh em, ví dụ như là chốt là nick của tao đang ăn được 100 viên thân pháp, 100 viên sức mạnh chẳng hạn, đến bao giờ mắc thì mày báo tao, xong là tao banh một cái là xong, thế thôi chứ không việc gì phải nói nhiều. Đấy là anh em nó là như vậy. Còn bây giờ mua tướng quân lệnh siêu là chắc tới đây là Vương cũng sẽ lên cái ác đấy giáng linh, không phải là lên giáng linh mà ác đấy giáng linh siêu cấp rồi, mà tới đây là sẽ lên nốt cái nghĩa tử 2 và lên VIP cho nó anh em nhá. Sẽ lên nghĩa tử 2 và lên VIP cho nó. Ui rồi ôi kinh quá. Vương béo chơi ác của Thanh Nê đấy. Hiện tại là ác đấy đã lên nghĩa tử 2 rồi nhưng mà chưa nâng cấp LBC. Nên là hiện tại là đang ấy đấy, đang lên. Đạo sĩ hoàng đế với lá trà bồn lâu rồi không thấy. Đúng rồi, không có thời gian online đấy anh em. Hiện tại là không có thời gian online, hai cái ác đó không có thời gian online luôn. Vương béo VIP 6 rồi nhé. Cái này thì Nưu Phương à? Nưu Phương này là ông Nưu Phương nào đây?
Chưa biết ông Lưu Phương này, ông Lưu Phương nào nhá, nhưng mà không biết là Lưu Phương trong tim mình không. Nói chung là Vương chưa có thời gian, nhưng mà chắc là tới đây cũng hy vọng là có thời gian để có thể chơi được lại nhá. À, lại có một thông tin này nữa. À, anh em bên Đệ Nhất Bang cử giỏi ngu cầm ác giáp sĩ, và giỏi ngu thể hiện rất là tốt khi mà thua cả 2 trận liền trong giải 200. Thật là tuyệt vời, xin chúc mừng. Bên đấy chắc là mất mất đi nhân béo cầm dị nhân, nên là chắc là xế cầm dị nhân đấy. Anh em mình cũng đoán được cái điều đó, nhưng mà tưởng PK thế nào chứ PK thế thì cũng cũng thường thôi, cũng chẳng có cái gì nổi bật cả. Còn khi mà F9 thì bơm Sukuna thì ai chả F9 được. À, hết xu rồi, có ông Toàn ấy, mày ra mày đôn hết xu cho anh, như anh còn có 3 xu à, hết xu rồi cả nhà đây, hết xu rồi. Cầm hai ác giáp sĩ thua cả hai. Đến khổ đấy. Cầm hai ác giáp sĩ thua cả hai. Tám mươi phần trăm phản đòn, 80% phản đòn quá chí anh nhỉ. Đúng rồi, 80% phản đòn rất là kinh đấy. Dơ bờ nu chơi game thật y chang dơ quát, xong xông vào phe địch. Blue chơi cũng rất máu nha, F9 dám F9 cả mấy ông chuyển sinh 7 này lì thế, mình thế là mình sợ lắm ấy, sợ kinh như được ấy, dám F9 họ. Đạo sĩ Phạm Văn Hậu thả đam vào bay hộ chủ không kiếm được luôn, không đếm được luôn này. Ác đạo sĩ tái xuất và hiệp pin hình như không chết mạng nào. Chính xác, ác đạo sĩ hiệp pin và ác tái xuất không chết mạng nào trong cái trận đánh vừa rồi. Đấy là sự thật. Ác của mình thì yếu thôi, nhưng mà mình vẫn trụ được. Thực ra là mình đã bảo rồi, hôm trước là mình lừa họ một quả, chắc là không biết họ có mắc không, nhưng mình nghĩ là mắc đấy, mắc quả hơi đau. Sợ mình thủ giáp sĩ tốt nên ra không giáp sĩ nào ôm cả, và cuối cùng là hóa ra mình thủ đạo sĩ. Lừa. Nhưng mà thôi, trận đấu như xong rồi, chắc là chỉ mỗi một năm chỉ lừa một lần thôi, chứ không lừa lại lần hai đâu, lừa lần hai họ bắt bài chết. À đấy, lại có một thêm những cái tin mừng nữa là bên mình cái trận mà gì mà cái gì team gà vịt và team chiến thần ấy, thì chắc là một số anh em hình như cũng kiếm ăn được tí sao ấy, nên mình đang bảo là ông nào kiếm ăn được thì phải chia tao nhá. Ông kiếm được từ Khang chắc cũng khá khá đấy, mà Khang đợt này lại còn thua kèo nữa, không biết Trọng Long là tìm được Khang chưa. Ác tái xuất của Lắc bất tử anh em ạ, có cái tam sinh thạch bất tử anh em ạ. Kèo giáp sĩ gà vịt và hậu đây, chắc có ông nào trong tem không tin tưởng anh em nên tất tay vô tem bạn cút chót xin anh em. Linh Trương ơi, cái này thì thực ra là bạn nói rất là đúng, cái này là mình thừa nhận là đúng là có cái phi vụ đấy thật. Có một số anh em ở trong team mình và đã kèo tất tay cái team gà vịt và team hậu đây, nhưng mà nhìn với cách thể hiện của gà vịt thì họ nghĩ là họ sẽ chết, và cũng dựa vào cái những cái như thế mà anh em chơi với nhau, nó là cái tình cảm, nên là anh em đã phải bàn bạc nhau. Cái này là cái tin buồn đối với team mình nói thật là tin buồn đấy, nhưng mà cũng vì anh em nên để cho họ một cơ hội để cho họ suy nghĩ, và bên mình quyết định xin thua là vì như thế đấy nha. Thì vừa nãy mình cũng nói qua về sợ anh em bị dính vào một cái nó quá sâu mà không thể ra được là vì như thế đấy. Đấy thì cái này cũng là một cái tin buồn ở bên mình, thực sự ra cũng có một số những anh em không tin tưởng trong team mình. Nói là cái vấn đề như này này, kể cả team có thua đi chăng nữa nhưng tất cả vì anh em, mày có thua tao cũng ủng hộ mày, như thế mới là những cái mà mình cần anh em như vậy. Chứ còn mình không cần, không quan tâm là ông vì cái lợi ích, vì dăm 3 đồng xong rồi ông độ cho bên kia, độ cho bên kia và đấy, thì mình cũng đồng ý là ừ mày thích thì mày độ bên đấy cũng được, tao không ép, mày độ bao nhiêu tao nhận hết bấy nhiêu à.
Đấy. Nhưng cuối cùng thì khi mà họ chứng kiến được cái trận đánh đầu tiên, tức là cái trận đánh của team gà vịt đánh với cả cái team chiến thần ấy, thì thực sự ra là họ cũng có những cái lời để mà anh em chúng mình phải suy nghĩ lại và cũng để cho họ một con đường. Bởi vì đối với bọn mình ấy, có xin thua trận đấy thì họ không mất gì và mình cũng có mất đi một chút tiền trong giải thật, nhưng giữ lại được anh em. Giữ lại được anh em và mình cũng cố gắng làm cái điều đó. Bên mình là rất thiệt đấy. Rất thiệt để cho toàn giải, cho toàn team. Nhưng mà bù lại là mình sẽ giữ được cái hòa khí cho tất cả anh em. Bởi vì mình cứ nói là đơn giản nha, ví dụ như ông vào mấy chục cao su thôi thôi không nói, nhưng mà có những ông vào nó không đơn giản, là đơn giản như thế, đây là mình nói thật. Thế đâm ra là thôi chấp nhận là bỏ bỏ luôn giải luôn, coi như là không cần đánh luôn, cho bên kia thắng luôn và mình xin thua luôn. Đấy thì cũng nhân qua đây có để nói cho những anh em nào mà hiện tại đang ở trong cái vị trí đó, thì anh em cũng phải hiểu được cái khó của anh em tôi. Cũng rất muốn giữ anh em ở lại và anh cũng mong là anh em có những cái suy nghĩ, mong anh em có những cái suy nghĩ. Thực sự ra là có thể thua, team gà vịt có thể thua thật, nhưng mà đừng nên làm như thế, làm như thế là buồn lắm. Đù má, quên rồi, quên 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 chưa set up đồ, chết tôi rồi. Kịp không ta? Kịp không ta? Kịp không ta? Đang tập trung F9, anh em đợi xíu. Hết máu rồi. Sợ quá, hết máu rồi, chạy thôi. Sợ quá. Anh em tôi sợ quá, tôi chạy thôi. Dạo này không thấy bên hậu gáy nữa nhỉ? Gáy thì kệ họ chứ. Ui, sao chỗ này đông người chứ? Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. Ui dồi, thắng vẫn đang đấm nhau ở đây. Kinh quá, kinh quá, kinh quá, kinh quá. Mình chạy thôi, chạy thôi. Ui, sợ quá đi. Ui, ông nào chém mình kinh thế. Ông nào chém mình kinh thế. Ông nào chém mình kinh thế. Mana máu còn không bơm vãi cả cứt. Hết máu rồi, hết máu rồi. Không còn xu, hết máu rồi, nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Chết tôi rồi, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Ông kia F9. À, cái ông kia cho tao ít xu cái nào, hết xu rồi, chỗ này hết xu rồi. À, vẫn còn xu, hình như là giáng xuân nó rẻ sao anh em. Đấy, tí để mua thêm cục máu cái đó. Ui, sao lại bơm máu này trời. F9 này bơm máu này trời.
Ok, tiếp tục. Thắng đâu rồi? Nhưng mà chỗ này nó nhiều ác chip quá. Nhiều ác chip quá đâm ra đánh toàn đánh vào ác chip thôi. Đâu rồi, chưa nhìn thấy đâu cả. Đánh chết bố hết ác chip rồi. Đánh toàn đánh vào ác chip rồi. À, ra cân lượng, cứ đánh ra cân lượng thôi. Cứ đánh ra cân lượng thôi. Cứ đánh thẳng ra cân lượng cho nó chết. Ra cân lượng với cả chúng tôi à. Lượng à, lượng đâu. Lượng à. Lượng chọn cái chết à. Lượng đã chọn cái chết rồi. Thắng chết rớt đồ nhá. Thắng chết rớt đồ nhá. Không, thắng kìa. Thắng chết rớt đồ nhá. Mình thì còn nâu mới chết. Đến bây giờ mới chết. Không có máu đâu nhá anh em nhá. Không có máu. Đây đây mua máu đã. Ôi còn hết cả xu đấy, khả năng là rửa BK, tắt BK thôi, hết cả xu rồi. Hết cả xu mua máu anh em ạ, để mua để về về lấy xu đã. Thắng chết rớt đồ, tắt BK, nhặt nhặt đồ rồi. Thắng chắc hết hộ chủ rồi. Chứ mình thì vẫn còn nguyên 8 hộ chủ, có mất hộ chủ đâu đâu. Xin ít máu đại đây này, còn ông ấy còn không có máu rồi này. Không có máu, anh không có máu. Nguyên 8 hộ chủ anh em ạ. Không mất hộ chủ đâu. Trời sinh lượng, sao còn sinh đen này, vãi cả. Tôi làm vài chục mạng cái cho mát đó. Để về mình lấy xu đó chứ không mấy hôm không PK, không có để xu ác. Em chín vậy thôi, đủ rồi, cần gì đâu. Khổ thật đấy. Để về mình lấy xu đó, ông nào có xu cho 100 xu ấy, hết xu rồi. Lại phải gọi lấy xu bây giờ. Ui giời ơi, đến khổ thôi. Em chín nhưng mà lại không có cả xu nữa. Đây hình như không, mấy cái này không biết có bơm được không. Để mình thử bơm xem bơm được không nhá. Nếu mà không bơm được là chứng tỏ là nó... Nó kiểu nó gần hết hạn, nó không cho bơm đấy. Bọn Vina game này đều lắm. Lên nhá. Cục này mà kích vào đây mà nó bơm được là ok này. Đấy, không bơm được nhá anh em nhá. Đây này, bơm không nên luôn này. Nên là những cục này nó là coi như nó là cục hết hạn rồi đấy. Bán đại phu. Đấy, nó không có hạn đâu. Nó gần hết hạn nhưng nó không cho bơm. Còn cái này nó bơm được ngay này. Đấy, thấy chưa. Cục kia không bơm được. Bot tiền mà, hôm nay có bot tiền mà, hôm nay là chủ nhật làm gì có bot tiền mà. Để mình lấy xu đã, hình như hết xu rồi. Hết xu rồi. Hết xu rồi, nhà không còn xu. Hết xu rồi. Khoan đã. Ơi ông này lấy ít xu đã nha. Đưa anh cái điện thoại cái. Anh nhắn ông này lấy ít xu cái. Hết xu rồi. Con thú của anh bao nhiêu tiền vậy? Con thú của mình con thú nào đây ta? Bà nói con thú nào đây? Đợi xíu. Chưa thấy. Okay.
cái nhắn mấy ông này lấy xu đó. Ok. Vẫn chưa thấy, vẫn chưa thấy. Đợi xíu nhé, để mình lấy xu, mình có xu đã, hết xu rồi làm sao mà đi F9 được. Cây cự hóa ngọc tâm của anh bán chưa cây đấy nhá. Ừ, nghe đây Tuyền ơi. Vãi cả. Em chào anh nhá, anh nườm em kinh đấy. Ừ. Em bây giờ thì kinh rồi. Ui ơi, có vẻ căng đấy. Ok. Thế thì nhậu đi nhá. Em chào anh. Ok. Thế thì tất cả anh em nhậu nhẹt thôi. Tuyệt vời quá nhỉ, thèm thật ấy. Ui, anh Nguyễn Tuấn đi rồi. Đù má. Ơi. Ơi. Địt mẹ nó lại bảo mình ăn nốn khốn nạn thật ý. Thôi được rồi, thế nhậu nhậu đi. Nhậu đi, nhậu đi, nhậu đi. Ok, ok, ok. Ok, chào tất cả anh em nhá. Ui, thì mẹ nó lại chào con đĩ thằng mất dạy. Ok, ok, trường. Thế này là vui rồi. Thế này gặp tất cả anh em này vui quá. Ok. Ồ, ok, thế nhậu đi, nhậu đi. Đang live stream dở, đang live stream. Ok, ok. Đù má, đang định lấy xu của nó thì quay sang là mấy anh em đang tụ họp nhau ở nhà anh Thanh anh em ạ. Đang tụ họp ở nhà anh Thanh, đang nhậu nhẹt, nó lại bảo nó cho mình thèm chứ. Còn cái thằng Vương béo nó lại chửi mình, khốn nạn thật. Thế này không lấy được xu rồi, để lấy xu cho ông khác vậy. Hay quá. Ok, ok, đây Quang Đại đây. Để mình đẩy cho bạn ấy lên cà lê luôn. Ok nhá, để... đang định lấy xu để PK tí cho anh em cho vui, nhưng mà gọi điện cho cu Trần Tuyền thì Trần Tuyền lại đang nhậu cùng với tất cả anh em bên giải ngân hà ở nhà anh Thanh. Nên là đâm ra là chưa lấy được xu. Livestream OTT châu đi ạ. Ui căng nhỉ, mình không dám OTT châu đâu, nó trị giá lắm, 30 triệu một hit thì căng lắm. Ok. Để mình lấy xu đã nhá, chứ ác chắc cả tuần nay mình chưa có vào ác ấy, đâm ra là không có ấy đâu. Cây cự hóa ngọc tâm của anh bán giá sao, có người hỏi mua. Cây ngọc tâm đấy thì anh bán 15 triệu em nhá. Xem anh em nào mua thì inbox mình nhá. Cây ngọc tâm thì nó không có gì đặc biệt đâu, nó chỉ có 4 viên ngọc tâm với một cây cự bình thường. Anh em chắc cũng biết cây cự đấy của mình rồi. Nhưng có cái điểm khác biệt nhất là cây cự của mình có hỏa tinh 6 anh em nhá. Thì riêng cái hỏa tinh 6 bình thường không nó đã tầm 15-16 triệu rồi. Đấy, nhưng mà do là bây giờ thì nó thật ra thì cái ác của mình nó lên được một cái tầm trên rồi. Nên là mình không có dùng những cái đồ ấy nữa. Nên là mình bán hết đấy. Và mình dùng những cái đồ cao hơn. Nên là những anh em nào ví dụ như không có đủ điều kiện hoặc là ác nó chưa lên được cái tầm cao đó thì có thể mua để về sử dụng. Mình nói thật là sử dụng cũng khá là ok đấy nhá. Nhưng mà những ác tầm dưới thôi, còn như ví dụ như ác tầm mình thì bây giờ không đeo cự để mà đánh theo cái kiểu đánh cầm chừng đâu. Mà bây giờ là mình táng chết luôn đối phương chứ không có để cho họ nhây nhưa đâu. Nên là cây cự mình cũng bán rồi và cái set đồ trên người mình... Ủa tôi chết con mẹ lại khóa rồi. Nhưng không sao. Bạn có bạn đó là bạn Trung, cũng ở bên Nhật này thì bạn ấy đặt mua set này của mình rồi. Nhưng mà hiện tại là bạn ấy bảo là đến khoảng ngày 25 thì anh chuyển về cho em. Nên là hôm nay thì vẫn thoải mái, hôm nay đến 19 rồi. Thì là sang tuần thì mình chuyển về cho vẫn kịp. Hôm nay mới là chủ nhật. Thì là chắc sang tuần sau mình chuyển về cho. Đấy gửi mình F9 thì mình phải khóa lại đấy. Để tránh hiện tượng là nó rơi rồi người ta nhặt được người ta cười cho đấy. Nên là mình khóa lại đấy, vừa mình khóa xong. Nhưng mà bạn ấy chắc cũng chưa cần gấp ngay đâu. Nên là mình sẽ chuyển về. Còn cái set cấp 5 này mình đã bán cho bạn ấy rồi. Và luôn mà mình báo luôn là cái giá công khai cho anh em biết là mình bán 15 triệu cái set hóa này nhá.
áo là áo thiên thù thôi nhé. Áo thiên thù đấy, nguyên một set hóa này là mình bán là 15 triệu và bạn ấy đã chốt rồi. Đấy. Còn nếu như mọi người mà mua cái set này ở giá ở bên ngoài thì 15 triệu không mua được set này đâu. 15 triệu là mình thấy người ta độc bán set cấp 4 không à, chứ không có chuyện set cấp 5 đẹp như này đâu. Mình cũng làm rất là mắc binh nhưng mà bây giờ thì ác của mình nó cũng lên một cái tầm khác rồi nên là mình cũng không có xài nữa. Và kể cả con thú này mình cũng đã giao bán nhưng mà vẫn chưa có ai mua anh em nhé, nên là có ai mua thì liên hệ cho mình cũng lên một cái tầm khác rồi nên mình không xài con này. Chứ còn anh em thì mình nói thật là mình sẽ bao thu như này cho anh em thoải mái này. Mình bán con này là 35 triệu. Nếu như anh em nào mua cọc cho mình 35 triệu dùng sau 1 tuần, nếu mà cảm thấy không ưng mình trả lại 35 triệu luôn. Đấy, anh em có thể dùng về để test thử so với những con thú khác. Nếu anh em cảm thấy ưng bảo ok em chốt thì lúc đấy mình sẽ tính tiền. Còn anh em phải chuyển cho mình đủ cái số tiền đó. Còn nếu mà anh em sau 1 tuần anh em mà bảo là ừ thế cái con thú này em cũng cảm thấy nó không được ngon, không được thích lắm ấy, thì ok chuyển lại cho mình con thú và mình trả lại bạn đúng cái số tiền đó. Chứ không giống như một số những dân buôn khác là người ta khi mà người ta bán cho mọi người á, xong là người ta phải yêu cầu là bao thu, ví dụ như 35 là bao thu 31, 32 hay 33 hay 34 gì đấy, nhưng mình bao thu đúng bằng cái giá của các bạn trả luôn. Tức là mình tự tin cho các bạn một điều là con thú này dùng được. Còn về anh em mà cảm thấy không ưng mình lại trả lại tiền, rất vô tư. Gần như là anh em có thể được trải nghiệm thực sự luôn. Còn anh em phải biết được là nếu mà một viên kim ô thì nó cũng trị giá bây giờ nó tầm 15 triệu rồi chứ cũng không có đơn giản nữa. Địa hỏa 4 luôn này. Cho em xin luôn con thú anh đen ơi. Buôn bán làm gì? Á căng. Cái này cũng phải buôn bán, cũng phải bán lại để gỡ được lại vốn chứ không thì chết. Đấy thì mình cũng thông báo với anh em là như vậy. Nếu mà anh em nào mà thiện chí mà mua thì có thể inbox mình nhá. Còn mình bán với giá 35 nó cũng không cao nhưng mà nó cũng không rẻ đâu. Bởi vì anh em nếu như anh em thích con thú hỏa đấy thì anh em sẽ cảm thấy con thú này nó sẽ không bằng. Nhưng mà mình ở đây thì mình nói thật là con thú này nếu mà lượng đam nó không bằng con thú hỏa, nó thấp bé hơn đấy. Nhưng mà cái lượng giữ người và cộng với việc đánh nó khó chịu, đánh nó dạng kiểu nó không cho người khác đánh ấy, thì con này nó tốt hơn. Nhưng mà mình thì bây giờ thì mình luôn luôn sở hữu thú Vinagame nên là mình không có ấy nữa, mình không 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 có cần nữa. Còn đây này, kể cả thú hỏa này, con thú của anh Hoàng mình cũng cầm suốt đây này, nên là mình không có thiếu đồ. Bây giờ mình không có thiếu đồ đâu, đó rất là nhiều đồ nên là mình bán bớt đi để mình lấy tiền đấy. Còn tù tì cho lên x2 đi. À không, mình không, mình chỉ chơi vui vui vậy thôi chứ không dám oản tù tì đâu, gan bé lắm. Đâu để khoan đã, để xem là ông nào có xu để lấy xu cái chứ vãi cả ấy luôn, là bây giờ này không có xu. Mấy anh em trong team thì bây giờ đi nhậu hết cả rồi, không có xu đâu. Thì anh em cứ từ từ, mình sẽ cho lên xin cái mỏ lết hết, nhưng mà cứ từ từ mình biết ai mới ai đã, chứ bây giờ mình chưa biết được ai mới ai là mình không dám cho đâu. Đấy nên là cứ từ từ anh em nhé. Ông Hoàng bị hậu dí bỏ game rồi. Anh Hoàng là bị hậu dí, chính xác là anh ấy dỗi game chứ không phải bỏ game. Nhưng mà hôm vừa rồi động viên mãi anh mới chơi lại đấy. Bị hậu dí kinh quá. Nhưng mà hôm vừa rồi mình trả thù lại rồi. Bảo yên tâm, anh cứ yên tâm, em dí cho hậu bỏ game luôn, không phải ngán. Và mình đã làm được điều đó. Ok. Trong giải cũng vậy, thật là tuyệt vời. Anh em có bắn cho anh đen 100 xu VK cho vui à? Vãi cả. Không phải vậy đâu, nhưng mà thực sự ra là mình nâu, mình không vào game ấy. Mình nâu cả tuần nay mình không vào, mình chỉ treo ác thôi chứ mình không có vào game đâu. Gọi não mỏi. Ok, để nhắn tin cái nào có ngay ấy mà. Tôi nhắn tin trên đấy. Ok. Để mình ấy nhá, để bởi vì nhiều Facebook quá mà mình cũng không check được hết. Để khoan đã. Nhắn cho thằng đốm cái, bảo đốm ấy à, mà thằng đốm nó không có xu F2 đâu, phải có xu F2 mới lấy được, có mỗi Trần Tuyền thôi. Mà Trần Tuyền thì đang ấy rồi nên là không có. Thôi không có xu thì mình đứng trong thành anh em ạ, đứng trong thành chém gió cùng anh em thôi. Hết xu là chắc đợi mai mình lấy sau, mấy anh em hôm nay đi nhậu rồi cũng không quan trọng cái việc PK với cùng ấy đâu. Hậu quân tử nói hôm nay live stream mà mãi không thấy à? Nói thật là anh em phải thông cảm, là mình cũng vậy thôi, là mình cũng vậy thôi. Hôm nay ông nào hình như ông cho mình xu sao ấy. Ui ông lại cho mình cái này,
Đâu có dùng cái tế tuyết chảm đâu, tế tuyết chảm để đi cắt tiết gà. Mình nói thật với anh em là anh em phải thông cảm cho anh mấy anh em bên kia. Bây giờ có thể là người ta đang rất buồn, bắt người ta livestream người ta biết nói cái gì, bắt người ta livestream người ta biết gượng người ta nói làm sao. Là mình cũng vậy à. Nói chung là cực kỳ khó. Bây giờ thua biết nói nào, anh em những người yêu quý mình hỏi biết nói sao. Nên thực sự ra là người ta cũng rất là khó đấy, nên anh em phải hiểu cái điều đó nhé. Mình thì đang ở thế thắng thì mình nói như nào nó cũng rất dễ, nhưng mà thua rồi thì nhiều khi nó cũng buồn chứ. Đầu tư ra thứ nhất là về kinh tế bao nhiêu tiền bạc rồi này các thứ, rồi đến lúc để đánh thì lại quay sang lại để chạy, cứ chạy tình tịch thế, xong rồi họ đuổi cho. Xong rồi đến cái lúc mà đến cái team 1 của mình thì cũng lại bị cái team 2 của họ đuổi cho, thì nghĩ thế nào được. Ui ông này ông có tam sinh thạch khóa ông ơi. Thế này mà không khóa cái này ông làm ngay 2 triệu rưỡi đấy. Ông thì cười cười. Không có ngay cái tam sinh thạch khóa trời ơi. Thế này mà không khóa là ăn ngay 2 triệu rưỡi rồi. Đấy. Lấy KV mua xu, KV mình có đầy này. Nhưng mà có ai bán xu à, bán à, có nhỉ. Nhưng mà cũng chả quan trọng cái việc đấy đâu. Về ca về cổng mình bây giờ mình không có hứng thú lắm. Thích thì F9 tí cho vui. Chủ yếu là chém gió cùng anh em. Bây giờ lại mình đam mê cái bộ môn chém gió hơn là bộ môn ấy nhá. Hơn là cái bộ môn PK. Cái gì đâu. Gọi hậu mua xu ủng hộ hậu à. À càng đấy. Có khi hậu không tiếp mình đâu. Bởi vì mình mua độc có 1-2k sâu. Người ta làm ăn lớn. Người ta tính toán gì đâu. Đó, mua 200 xu là có 200 xu xài rồi. Kim kim kìa. Kim kim thì mình phải chuyển tiền cho người ta, chứ còn mình thì làm gì có tiền đâu mà chuyển. Nghỉ thôi à. Có lại có xu này này, mua cái được 200 xu à. Mua xu vừa đánh vừa nói chuyện là ok anh em. Bây giờ đến con boss ở đâu nữa ta? Phương Trượng à? Ta đến Phương Trượng đâu? Mình xem ông Thắng này ông ở đâu này. Ông Thắng này là ông 2pk lắm. Sùng Thành Doanh. Ông này ông lấp vào Sùng Thành Doanh rồi. Đâu? Đứng đâu? Lấp ở đâu? Người đánh chắc hết hộ chủ. Bay hết hộ chủ rồi. Quay sang này. Quay sang bố rớt hết cả đồ rồi. Bố lại nhặt lại này. Đấy. Tẩy PK chưa? Mình tẩy PK rồi bạn ơi. Mình thì cẩn thận lắm. PK xong cái mình tẩy ngay chứ mình không 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 để đâu. Ok. Đấy, bộ một là cứ thế này mà đeo thôi. Hết xu tẩy rồi. Tẩy rồi, bạn em mới gửi mình có vẫn còn Quan Âm Thủy ở đây mà. Chứ không ai mà cái kiểu hết xu tẩy thì chết. Lúc nào cũng có anh em ạ. Yên tâm. Đấy vừa nãy là còn không có cả bơm, không bả bơm máu bơm mana đâu. Đây, nhìn auto của mình nhá, có nghĩa là khi mà mình cài lại nó là như này, nó có bơm đâu. Thế mà vẫn F9 như đúng rồi, sợ thật. Đó. Đấy còn những anh em nào mà chưa biết cách cài mà thích cách cài của mình thì có thể xem đây nhé. Ra đánh thử cái xem nó bơm chưa đã. Đồ anh em phèn thế vào giải lấy mất dép của hậu vậy. Đồ mình phèn thật. Đeo không phải được cái quần anh hội 9 này mà đeo đeo quần anh hội thăng 4. Đây cái này thăng được từ 3 đến 4. Cộng với cả đeo cái tam sinh thạch thăng 120. Anh em để chữ để ý cái số cái chữ đằng sau mà cái số 2 kìa. Của mình ấy là nó là tam sinh thạch thăng 121 lần chứ không phải là tam sinh thạch thăng 12 lần đâu, anh em đọc nhầm đấy. Có nghĩa là cái tam sinh thạch này nó là thăng 121 mà đánh người khác là đần luôn, nên là đâm ra nó kinh khủng đấy. Ông cứ tưởng là tam sinh thạch thường, đồ này đồ Vinagame trao tặng đấy. Đơn giản đồ Vinagame tạo ra đấy, kinh lắm. Hậu quân tử gì, cái chữ gì hậu quân tử, hậu quân tử là thua từ 9x tới 200, đâu phải nói là thua từ 200 đến 9x nhé.
Nhưng mà thế là Hậu cũng được sự tin tưởng của anh em, là Hậu được cầm giáp sĩ. Ô mà thế sao 9x năm nay lại không cử giỏi cầm 9x nhỉ? Hỏng hỏng hỏng, thế thế nào chả thua. Anh đen chưa nhận thưởng à? Nhận thưởng ở đâu ấy? Anh đen cho em gì? Cà nê. Nong Nguyễn Vũ ơi. Đủ kênh của Huy quyền tái nào, ok bạn này mình thì mình thoải mái lắm, nhưng mà ít nhất là những bạn nào mình biết thì mình mới 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 cho. Bây giờ không biết được bạn nào mình cho thì thành cái kênh cà lê hết này, nên đâm ra là biết là mình sẽ cho nhé. Còn đâu tất cả những anh em yêu quý mình thì mình cũng phải yêu quý lại chứ, bởi thực ra là cái cà lê thì nó cũng chẳng là cái gì cả. Nhận thưởng giải ý à? Giải thì còn lâu mới trao. Vina Game bảo là các ông còn lâu tôi mới trao, cỡ phải chắc tầm cỡ khoảng 1 tháng nữa anh em ạ. Ăn được mạng Minh Tùng gáy sớm lắm. Ai ngờ đâu đạo sĩ Hiệp Bin làm hết. Cái trận đấy là con dị nhân không búp anh em ạ. Con dị nhân không búp tí nào cả. Con dị nhân không hề búp, đâm ra là có hai ác đánh thôi. Mà bên họ đã có dị nhân búp nữa thì đương nhiên là con Minh Tùng nó bị thiệt máu. Cứ vào cái nó búp cho tụt máu rồi. Chứ trận đến các trận sau đánh thì quá bình thường. Đây này, các ông mà biết mật khẩu của tôi cũng chả vào được đâu. 4 giờ sau đăng nhập vào máy tính của các hạ mới bị thất bại. Có nghĩa là 4 tiếng nữa các ông mới vào được nha. Chứ đâu có phải dễ. Riêng đặc biệt là chỉ có người ở với mình thì mới có thể vào máy tính của mình thì mới vào được nick của mình thôi. Còn ngoài ra không có một ai hết. Mình cẩn thận lắm. Mà Minh Tùng yếu yếu sao đúng không? Yếu lắm. Thật ra thì giáp sĩ 9x thì nó không được mạnh mẽ giống như đạo sĩ đâu. Riêng 9x thì đạo sĩ là bá nhất. Anh Hiệp chuẩn bị làm Chimmer. Đúng rồi, anh Hiệp chuẩn bị làm sim Chimmer đấy anh em. Giới thiệu kênh anh Hiệp đi. Kênh Hiệp thì chắc là anh em cũng biết khá khá rồi. Hiệp cũng đang nhờ mình, hôm vừa rồi mình cũng cài cho cái OBS cộng với cả cái việc là cũng chỉ cho Hiệp một số những cái cơ bản để Hiệp có thể livestream bình thường được. Đúng rồi, hiệp gì mà gaming gì đấy. Xem Huy được các anh em cho vô địch trả 9x giờ nổi tiếng phết. Thực sự ra như này này Vũ Bình ơi, bây giờ team của Huy Game Việt thì trong đó là có ác của Huy cộng với ác của Teacher4 và ác của anh Thanh, đều là những anh em tầm cỡ và cũng là những anh em tâm huyết ở trong game, trong trong team của mình luôn. Thì team team của Tuấn Kiệt với cả team của Hiệp ấy thì vô địch đến mấy năm mùa nay rồi. Thì đợt này thì anh em bảo thôi em khao các anh một chầu massage, nên là thôi để team em vô địch cái nhìn cho nó hoành tráng. Và đúng hôm nay có sự hoành tráng thực sự khi mà bỏ ra một chầu massage, nó có ý nghĩa cực kỳ luôn. Được phong thần ký sự đã tang lên trên kênh trang chủ, tức là gì, thống trị. Mình nghe từ thống trị nó sướng lắm anh em ạ. Huy Game Việt thống trị 9x. Anh em thấy nghe thấy sợ không? Quá chi là kinh dị. Đúng là bữa cái gì không? Anh nghĩ sao thời điểm này để sang Nhật Nam à? Bây giờ sang Nhật Nam để mà chết đói hiểu không? Tôi đang chuẩn bị định về đây, bây giờ ông lại định sang Nhật. Bây giờ sang Nhật bây giờ hiện tại là man nó có giá 175, 170 rồi. Man có 170 mà công sang Nhật thì khác gì làm ở Việt Nam. Nhưng mà mình đã chót ở rồi thì mình thôi, mình cứ cố gắng mình làm thôi. Hy vọng là thời thế nó thay đổi, chứ ông nào mà sang Nhật tại bây giờ thì tôi chịu ông đấy. Man bây giờ thấp lắm. Đấy, Yên bây giờ có 175, nếu như anh em làm được 20 man thì nó chỉ rơi vào hơn 30 triệu thôi. Đấy, 20 man mới được hơn 30 triệu. Thế mà hơn 30 triệu nếu như làm ở Việt Nam mà ông nào mà làm ăn tốt thì có khi cũng được mười mấy triệu rồi, mà lại ở Việt Nam lại được nhậu nhẹt cùng với tất cả những anh em. Xong rồi chơi bời rồi các thứ nó không bị gò bó. Như mình là người nước ngoài nhiều khi có những nhiều cái nó khổ lắm. Đóng anh cái cửa này vào không nó ồn, hàng xóm nó chửi ấy. Sang Đài Loan với tôi à? Sang Đài Loan thì không được rồi, sang Đài Loan loạn lắm. Mình nói thật là mình không thích đâu. Mình muốn là bây giờ anh em có sang thì có sang Nga đấy. Mình thấy là đồng rúp có vẻ nó lên giá đấy, thì có vẻ nó ok đấy. Chứ còn nếu mà bây giờ mấy ông mà cứ đuổi sang Nhật mới cả sang Đài là chết rồi. Bây giờ có sang thì sang Nga, đồng rúp tôi thấy là nó lên giá ok đấy. Hoặc là đi sang Đức cũng được.
Ông đen dám về Việt Nam luôn hả? Hậu nó bem chết rồi. Về Việt Nam thì mình phải trốn để cho nó bem chết. Mình còn chạy còn không cần cần dép chứ làm sao mà sợ. Họ còn đi dép thì họ còn bỏ dép lại chứ mình biết thế là mình không cầm dép luôn, đi chân đất luôn. Anh đen nghĩ sao khi đỉnh về với giá tam sinh thạch? Mày cứ khịa, đã bảo là cái của anh nó không phải tam sinh thạch bình thường. Tam sinh thạch thăng 121 ẩn cơ mà, có nghĩa là đánh vào nó rần luôn. Lại có đi phố đèn đỏ ông? Tôi vợ tôi đang xem livestream đấy. Ông ấy cứ rủ tôi đi phố đèn đỏ, đã bảo là anh sang bên này anh cực kỳ ngoan, không bao giờ ra ngoài đường, chỉ ở nhà chơi game, đi làm xong là ở nhà chơi game thôi. Ông định rủ tôi đi phố đèn đỏ không? Bây giờ tôi bột miệng tôi lại nói ra là tôi một tuần tôi đi 2 lần, cái gì vợ nó chém à? Tôi dại. Sang Nga đi rồi làm tượng đài chuẩn, có Putin chống lưng. Chính xác là sang Nga bây giờ đồng rúp hình như nó đang lên giá đấy, nên là sang Nga đồng tiền nó tốt hơn đấy. Lại kia cực mạnh vãi cả. Lại có cây thần binh nướng cá nữa cơ ông nữa. Cây đấy không phải là cây thần binh nướng cá đâu, cây đấy là cây mẹ vũ khí thần binh của tôi đấy, lại có thần binh nướng cá đấy. Mà sao nó biết mình dùng để nướng cá nhỉ? Hay hôm trước mình có nói nhỉ? À, không biết là hôm trước có nói không, nhưng mà đúng quả tình là may quá mình mượn được cây vũ khí thần binh ấy, mình đã tôi qua mẹ lửa ga bao nhiêu lần rồi. Cứ ở Việt Nam làm nương 10 đến 15 triệu cuộc sống ok. Chính xác đấy, nếu mà mình nói thật nha, nếu mà để cho mình một cái sự lựa chọn lại, tức là ở Việt Nam làm một tháng từ 10 đến 15 triệu thì mình cũng ở Việt Nam rồi. Bởi vì bây giờ nếu mà với cái trình độ về công việc của mình hiện tại là mình cái ngành cái mảng việc của mình ấy, thì mình cũng có thể xin được những cái việc từ 15 đến 20 triệu tại Việt Nam. Đấy, còn công việc làm thì rất là ok, xong tối này được đi uống bia mực với cả anh em ấy, thỉnh thoảng lại còn đi hát karaoke đàn đúm vui vãi. Nhưng mà sang bên này thì không có cơ hội như vậy, bởi vì bên Nhật này thì những cái bộ môn như kiểu hát hò với các thứ nó không được thịnh hành ấy. Thế đâm ra là mình mới sắm live stream này để cho đỡ buồn là vì như thế. Còn nếu ở bên này hát to cái là nó gọi công an luôn anh em ạ. Hôm vừa rồi định cover mấy cái bài nhạc để đăng lên cho anh em được xem tấu hài, nhưng mà cuối cùng nó chưa được hay lắm, thế đâm ra là chưa dám đăng. Mấy hôm nữa mình sẽ đăng mấy cái clip hát hò của mình lên cho vui. Chuẩn bị lập lên cái kênh vlog rồi. Ô chuẩn bị đến boss rồi đấy, chạy lên trên tầng 3 thôi. Karaoke có tay vịn không? Ở bên này tay vịn nó cũng nhiều đấy. Ngày xưa mình làm ở khách sạn là tay vịn bên này nó lịch sự lắm, nhưng nó không như ở Việt Nam mình đâu. Thế nhưng mà tiền đâu mà đi anh em? Bây giờ đi làm thuê cu li như này lấy đâu ra tiền mà đi, đã đi làm thuê rồi lại còn đòi đi hát karaoke tay vịn. Không có đâu. Bên này đi làm kiếm tiền thôi, rảnh rỗi thì ở nhà chơi game. Hôm nay thì cũng vừa mới nói chuyện với vợ rồi nên là bây giờ lại có thời gian để có thể livestream cho anh em đấy, chứ không phải gọi điện nói chuyện với vợ, chứ không vợ chửi chết. Anh đen ơi, vương chơi lại có đấu giá con thú khác không? Không, vương chơi lại thì vẫn con thú này, con thú này vẫn ok mà anh em, nó chưa được mắc binh thôi, nhưng mà thực ra là dùng nó cũng gọi là cũng tạm được, nói chung là nó cũng tạm được đấy. Còn nếu để mà chọn lại thì bây giờ anh em có những cái hướng chọn những cái con thú khác rồi, nhưng mà dại gì, bao nhiêu tiền mà. Bao nhiêu tiền chứ có phải ít tiền đâu. Tại cắt thay hôm trước còn F9 cả mình, hôm nay thì thử F9 mình xem nào. Nhưng mà hình như hôm nay hết Sogona rồi. Hết Sogona rồi là căng à. Anh đen anh Vương chơi lại có dấu đấu giá con thú khác không? Không. Vãi gì? Vãi hát hò thôi. Anh tha cho anh em phát. Cái ông hát hò cũng vui mà, mình bên này buồn mình nhiều khi cũng phải tấu hài chứ. Vương có về team không? Rồi Vương lúc nào chả ở team mình mà lại hỏi là Vương có về team không?
Vương chơi nại, anh đen có chuyển qua chạy bộ. Anh em yên chí, vương chơi nại là mình nại có con thú khác để đeo. Anh em yên chí nha. Vương chơi nại mà vương mà cầm con thú này là mình sẽ mượn ngay con thú của Hiệp Bin chứ. Gì? Bữa bên Nhật mấy ông Việt Nam đi mua heo về về quay nguyên cả con, bị hàng xóm báo công an, vụ vụ đó có sao không? Cái này mình chịu thôi, mình cũng quan tâm đến cuộc đời xã hội ở bên ngoài đâu. Ông cứ đi làm về xong là ngồi chơi game này không à? Kêu nó F9 đi anh em ạ. Bố nó không dám F9, nó chỉ có đợi mình F9 thôi. Mày yên tâm, mình sẽ F9, yên tâm, cứ đứng đây mà đợi. Yên tâm, yên tâm. Bên nó mà không có những ác như kiểu hậu với các thứ online như này mà off hết thì mình F9 thì bình thường. Cái giống này đánh đến bao giờ? Đeo cái đồ này chỉ phản đòn thôi chứ đánh đến bao giờ mình mới chết. Mọt kiếp. Giỏi kêu ngu F9 sao xem sao à, giỏi ngu à, kêu F9 này nó không ra F9 đâu, còn mình tí mình F9 mình ăn boss cho nó cay chứ còn quan trọng gì đâu. Đây này, sắm cái ác chỉ ăn mấy cả đi 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 dơ lưng ra cho người khác đánh. Nhưng mà cảm ơn giỏi ngu nhá, đang xem livestream của mình. Mà xem là phải ấn like đi nhá. Ấn like chia sẻ các kiểu đi. À đấy lại quên là tất cả anh em cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh cái cho nó hoành tráng cái nào. Các ông xem thì chả thấy ấy gì cả. Thấy này thì có một, ui sao lại để cái số 113 lượt like trời. 113 à. Có chưa thấy anh em nào lên ấy nhở? Chưa thấy anh em nào lên lên bot nhỉ? Chắc là chưa đến giờ. Còn anh hội hên xui lắm. Cho nên có mạnh có mấy thì cũng hên xui. Đúng rồi, còn anh hội thì nó hên xui là cái chỗ kết bot ấy. Thì kể cả có mạnh hơn nhưng thằng khác nó thả từ bên ngoài vào, nó thả trúng con bot cái thì nó cũng win mà. Quên này vãi cả quên này. Mỗi người bỏ ra 1 giây để like cho mình cái, để cho cái kênh nó được đăng đăng xuất cái, chứ nó lại bị trục xuất khỏi trái đất thì chết. Tặng 2 like à, 1 like thôi Đức Công ơi, mang tiếng ông làm cờ lê mà ông đi tặng 2 like ngay từ đầu, tôi chết tự rồi. 1 like thôi, 1 like thôi chung rồi. 1 like là đủ rồi. Hai lần mấy ông này cứ hay chôn hoài, ai một cái thôi, ai một cái còn được, hai cái là bằng không đấy không ạ. Mai luyện lại vô tự chưa? Không, mình còn đang phải suy nghĩ đã, bởi vì thứ nhất là chưa có vô tự, cái thứ hai nữa là thực sự ra giải tới đây, cái giải ngũ tuyệt đấy nó cũng gần lắm, mình chưa biết là luyện có kịp hay không nên còn phải suy nghĩ đó. Phong thần này cũng giống võ nôm hai, có 2 phe và thi đấu đấu đầu là Bắc với Nam. Đây đâu có phải là Bắc với Nam đâu bạn Vũ Bình, đây là kể cả team mình cũng có người Nam mà cũng có người Bắc mà, team họ cũng vậy thôi mà. Nói chung là anh em thích chơi ở team nào thì chơi ở team đó thôi chứ ai bắt ép. Hôm nay anh em vui quá, hôm nay ở nhà bang chủ giải ngân hà đang ăn uống nhậu nhẹt để chuẩn bị tí nữa xem đội tuyển Việt Nam thi đấu. Mình cũng ngủ sớm hơn rồi nên là tí nữa mình sẽ thức để mình xem được trận Việt Nam đá. Đấy, tinh thần Việt Nam nó phải như vậy anh em ạ, có nghĩa là không biết đội mình đá có thể thắng có thể thua nhé, nhưng mà đã là đội của anh em, là đã phải đội của đất nước mình là mình phải tham gia, mình phải cổ vũ, nó phải như vậy. Còn thắng hay thua thì kệ bố nó, không quan tâm, nhưng mà anh em cầu thủ cứ đá nhiệt tình là được rồi. Cũng giống như là chơi phong thần này cũng vậy, không cần biết là như nào thua hay thắng, nhưng mà anh em người ta cố gắng thì mình cũng ủng hộ, mình cũng cổ vũ chứ. Bây giờ sao thắng F9 sớm thế? Sao thắng F9 sớm thế?
Là mình lại phải F9 cùng, buồn ghê. F9 sớm đi. F9 thì mà sớm thế. Rồi giỏi, ngu bay một hộ chủ rồi. Đeo độc đồ này thôi anh em ạ, nên là F9 thoải mái đi. Rồi, bắt đầu bọn nó phải đam boss để cho để lấy máu kìa. Nhưng mà như thế là chỉ thằng ấy đam được thôi, chứ thằng ra cắt lượng thì chắc là không hồi kịp, không đỡ được đâu. Đó, mình cứ tỉa từng thằng một chết. Đó, rất bình tĩnh, không phải vội. Không phải vội. Ra cắt lượng mình cứ tỉa dần là sẽ phải chết. Khoan đã, mình sẽ để ưu tiên đánh dị nhân nhá. Ra cắt lượng ra khỏi đây à? Ra cắt lượng ra khỏi đây à? Chết. Đứt. 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 Anh em cứ tập trung ăn boss ấy, còn đâu vẫn giết người để tôi. Ui giời, đứt. Cái tội ngu này. Cái tội ngu này. Cái tội ngu này. Rồi chắc cay lắm à. Làm gì được đâu. Ra cắt lượng thì chết ở trong, vào trong đấy vẫn còn chết. Vào trong đấy là nó đam con boss là nó được hồi máu anh em nhá, dạng kiểu hút máu ấy. Nhưng mà mình cứ đứng bên ngoài mình câu thôi. Đợi tí để mình mua thêm tí máu mấy tí mana đã cho thoải mái này. Ok anh em nhá, mua máu mua mana cho đánh cho sướng. Quánh thoải mái luôn. Lượng ơi là lượng. Cứ táng dần nơi này thôi, không phải vội. Khi mà con boss nó chết rồi thì bọn nó không thể hút được máu nữa. Tha hồ mà đánh. Không thể hút được máu nữa đâu. Không thể hút được máu nữa đâu. Lầy thì F9 này. Lầy thì rồi ngu bay hai hộ chủ. Mình vẫn chưa bay hộ chủ nào. Vẫn chưa bay hộ chủ nào. Bơm máu đã, làm gì mà căng. Thắng cứ bơm máu đầy đi Thắng ạ. Cái loại giáp dĩ này thì đánh đến bao giờ mới chết. Rồi táng. Cái loại giáp sĩ này thì đánh đến bao giờ mới chết. Một hộ chủ nữa ra đi. Sô-cô-la, hết sô-cô-la rồi. Bơm máu đi Thắng ơi, bơm máu đi đã. Cứ bơm máu đi. Tao câu cho, cứ bơm máu đi. Bơm máu đầy rồi đánh.
này đánh như làm chết được. Câu cho bằng chết. Đánh gì cái giống này? Đánh gì cái giống này? Cười gì hả luôn, đánh gì cái giống này? Ở đâu rồi? Ôi bố nó hết hộ chủ, nó phù anh em ạ, nó sợ chết, nó phù. Hết hộ chủ phù. Trong khi đó thì hộ chủ anh em ơi, bạn vẫn còn 8 hộ chủ, chán. Cái giống ấy thì đánh gì? Lại còn chưa cả bật nắc à? Bật nắc rồi chứ anh em, làm gì có chuyện chưa bật nắc. Ui vãi. Đánh nhau chưa cả bật nắc. Ui, ông nào đây? Hết rồi. Chắc là đánh hết bộ chủ nó về rồi. Ngu. Thể hiện này. Thể hiện vào đâu? Thể hiện vào đít. Vào đây mà thể hiện. Này thì ra cắt đượng lên đây thí mạng à mày? Mày. Ui trời ơi. Cho đến là khổ rồi. Không có cơ hội đâu. Anh em ạ, đeo đồ này thì sợ gì mất anh em. À cũng sợ mất cái tam sinh thạch huyền thoại là chết đấy. Đeo đồ này thì sợ gì là mất. Đánh thì còn không cả bật nắc nữa, vãi cả cứt. Lì thật. Ok. Nghĩ nó chán này. Đánh gì cái giống, cái đánh gì bơm được tí Sokona thì thể hiện mình nam xem, là mình chẳng qua là mình thử xem là mình nam nó bơm Sokona có đủ để sốc chết không, thì nó lại thể hiện. Úi trời ơi, cái loại ác giác cái đánh gì. Hạ băng vào VT đi, hạ băng ơi. Thắng vào VT đi, thắng à. Anh em tự vào cây nhá, mình để đây anh em tự vào cây nhá. Thực ra thì boss biết đấy gì đâu, mình đánh cho vui mà. Thú có rơi không? Thú không rơi. Tưởng ơi, thú không rơi nhá. Xem cái ngọc bội nào. Ngọc bội đấy. Đồ này rơi thì thôi, đâu quan trọng đâu, độc đồ quý mà. Có gì đâu, chẳng có cái gì quý giá quan trọng cả. Mình đâu đeo mấy cái đồ linh tinh để đủ giết mấy cái thằng này rồi, quan trọng gì đâu. Mấy ông lại hiểu nhầm nhau rồi. Tao tưởng mày khóc thuê cho giỏi ngu chứ. Chung không phải đâu. Chung chung không phải là nói là khóc thuê cho giỏi ngu đâu. Ui đây này, dựa vào con boss này để đánh con boss này, khi mà con boss này nó còn sống này là hút được máu anh em ạ. Nhưng mà mình không đánh, cứ lúc mà là boss gần chết thì mình mới đánh. Ui giời, phù như một con chó cún. Tí F9 đánh full skin băng xem mà ok. Nếu mà F9 mình đeo con thú băng ấy, đánh nó băng cực kỳ luôn, đánh băng cực kỳ luôn đấy. Tí mình sẽ đeo con này mình đánh cho anh em xem, rất là băng luôn. Riêng chơi cái tầm thấp hơn, tức là từ chuyển sinh 6, chuyển sinh 7 mà chơi kiểu là khạng, kiểu không có cặp của đánh hội anh em, không có cặp của đánh hội 11 hay là cặp đỉnh cặp đúng gì, đánh con thú này rất chi là hay, mình nói thật, đánh rất chi là băng. Đam nó không to bằng con thú hỏa đâu, nhưng mà nó đánh nó không cho người khác cơ hội để đánh. Đánh người khác cứ vàng khè khè chạy loạn như điên ấy, đánh gì. Đánh con này rất là băng. Coi chừng rơi tam sinh thạch thăng 112 nha. Đúng, con này này con tam sinh thạch thăng 121 ẩn. À vẫn hút được anh em ạ, bởi vì nó đeo xét hóa này là mình đánh nó không thể thọ được đâu, nó vẫn hút được bình thường mà. Nó vẫn hút được đấy. Ê, sao này? Đây. Đeo cái xét này thì làm gì có đam.
Đánh là mình có đam. Tiền bán cho cái mũ Kimo cấp 5 sướng. Mũ này mũ của Trương cũ này. Bán hết rồi. Nói chung là anh em mình bán xả hết đồ cấp 5 này. Những cái đồ mà mình không dùng nữa anh em bán hết rồi. Tại vì anh em mình chơi đến cái tầm như này là chơi tầm cao hơn rồi. Nên là không dùng những cái đồ này nữa. Với điều kiện là mình phải đeo set công cơ thì mới đánh thiết mã nó mới ổn hơn. Bởi vì là cái câu chuyện là mình đeo set này nó không có viên hỏa, nên là nó sẽ không giữ được thọ thương mấy. Nó chỉ đánh băng được phần nào thôi. Nhưng nó đeo set hóa nó sẽ khó. Nó sẽ khó giữ nó hơn đấy. Anh đen ơi, sao nhân béo không đánh giải cho đệ nhất bang mà thay là rồi ngu vậy? Hiện tại thì nhân béo đã bỏ game rồi. Nhân béo bỏ game rồi, không tham gia vào game nữa. Nên là đơn giản là nhân béo không cầm dị nhân. Nên là không cầm dị nhân thì bắt buộc là thằng xế phải cầm dị nhân thôi. Mà xế cầm dị nhân thì điều sang giỏi ngu cầm. Nhưng mà đúng là cái gì cái ai không cầm cũng cầm. Cho người nào cầm cầm cho giỏi ngu cầm. Cho phải cho thằng giỏi khôn cầm chứ này. Cho thằng giỏi ngu cầm thì chết rồi. Nếu mà đánh băng ấy phải giống như hậu chơi công ấy, mình đánh băng sửa năm anh em ạ. Quánh cảm giác như kiểu họ bất lực luôn, họ buông chuột luôn mà, bởi vì cầm chuột thì có tác dụng gì đâu. Cầm chuột có di chuyển được đâu. Anh đen giải thích dị nhân là sao? Giải thích dị nhân đeo set cấp 4 đi giải gì? Đi giải đi anh set cấp 4 là sao? Set cấp 4 là sao ta? Thì hiện tại là có ông bên mình ấy, thì chỉ có set cấp 4 thì người ta đeo cấp 4 thôi, có gì đâu. Chưa có set cấp 5 thì đeo set cấp 4. Còn bên mình còn ai không ta? Hết rồi. Đại ca thay băng nó chắc chắn nó off game luôn, là không giữ được đâu, bởi vì set nó là set hóa nên là nó vẫn chạy được ấy, vẫn chạy tốt. Mình sẽ đánh thử cho anh em xem nó vẫn chạy tốt, nhưng mà nếu mà đeo set công là mình đánh cho là không xuất được kill đâu. Bởi vì cái viên hóa sát thương ấy là nó giảm cái đam của mình đi rất là nhiều, nó không bị sát thương đấy. Set tiên dị nhân lấy phù phản đòn. Xét tiên dị nhân thì thực ra nó có cái dòng là giảm tập trung 30 cộng với việc nó có xuất chiêu bùa nên nó búp rất là nhanh. Đấy, nên là người ta dùng 3 món tiên chân đai hồng quân là vì như thế. Còn tùy từng người, có người có tiền thì người ta sẽ mua được xét cấp 5 hoặc tùy cái giai đoạn ấy. Có giai đoạn là có xét cấp 5 để mua thì người ta mua, không thì phải mua xét cấp 4. Cấp 4 với cấp 5 thì thực ra là cấp 5 nó hơn cấp 4 nhiều đấy. Xét thần binh dị nhân ai cầm? Không thấy trong giải nhỉ. Xét thần binh hiện tại là Trọng Long đang cầm, Khang Nổ đang cắm ở chỗ Trọng Long, nhưng hình như thấy bảo cắm rồi là không định không lấy ấy. Trọng Long nó đang tìm ấy. Dạng kiểu là khi mà thằng Khang nó bảo là nó bí tiền ấy, mình có đọc được những tin nhắn ấy, dạng kiểu khi thằng Khang nó bí tiền ấy thì nó nhờ Trọng Long giúp đỡ là cho nó mượn tiền nó cầm xét đấy, nhưng mà khi nó cầm xong cái giá nó cao quá rồi là nó không muốn lấy luôn, nó trốn luôn anh em ạ. Thế đâm ra là giúp người nhưng mà người lại hại lại, thế mới buồn chứ. Buồn ghê cho một thanh niên. Anh em thấy thế có buồn không? Giúp người ta rồi cuối cùng là người ta không lấy lại. Chán. Chán thật. Cầm nhiêu anh thấy bảo là xét đấy cầm Trọng Long cầm 400 ấy. Mà thực ra là xét đấy là 400 thì bán cho chó luôn. Xét rất là đẹp nhưng mà vấn đề câu chuyện là bây giờ dị nhân người ta không chơi được công. Nên là nôm ra là cái xét đấy có ai dám dùng đâu. Đến Huy Game Việt nó còn không muốn dùng. Còn đeo xét búp nói gì đến những ác khác. Nên là xét đấy có mua về để treo xốp cho đẹp thì treo thôi. Chứ còn mình thật ra mình nói thật với anh em, trừ khi người ta thừa tiền. Còn vẫn tính đến kinh tế thì không ai bỏ ra 400 triệu để mà đi treo xốp xong rồi không bán được cả. Ác Biển Đông giờ hiện tại là Ác Biển Đông vẫn là Ác Biển Đông thôi, nhưng mà người ta cũng không lên được tính năng gì cả nên là Ác nó đang nằm in. Combo thú với vũ khí nữa mà. Đấy đúng rồi, nguyên combo ấy là 400 đấy. 400 bây giờ ai mua?
400 nó nặng lắm, không phải là đơn giản đâu. Vãi cả, mình đánh Châu Bá Thông bằng bằng cái skin gì đấy. Ra cắt lượng đã chết. Ra cắt lượng phục sinh vào ăn bót chuyển sinh, anh em thấy kinh khủng không? Nhưng mà rất tiếc bị mình đam cho lại chết. Ra cắt lượng lại chết. Ra cắt lượng lại chết. Châu Bá Thông lại chọn cái chết. Có ai chơi F9 để chơi cái trò này không trời? Có ai chơi F9 để chơi cái trò này không trời? Có ai chơi F9 để chơi cái trò này không trời? Úi ơi, đam to quá. Châu Bá Thông kinh quá. Đánh vô tư luôn. Rồi lại làm mạng nữa cái cho mát. Châu Bá Thông với cả ra cắt lượng với cả chúng tôi. Lầy thì giỏi ngu lê. Lầy thì giỏi ngu lê. Giỏi ngu chết rồi à. Chết rồi à. Giỏi ngu chết rồi à. Không có cơ hội luôn. Lại một người nữa lấy đã ra đi. À, chiến thần online rồi, anh em về thành thôi. Nguy hiểm quá, chiến thần online rồi, chạy thôi. Nguy hiểm quá, anh em ta chạy thôi. Chạy thôi, Thắng ơi. Ui giời ơi, ông này ông đẩy tôi lên đảo này. Hài quá đi. Chiến thần ngày nào cũng phải đi bảo kê bọn này thì cũng khổ. Khổ đã đang buồn lắm rồi mà cuối cùng lại phải lên bảo kê mấy thằng này, khổ ơi là khổ. Cười ra nước mắt đấy anh em ạ. F9 là làm sao mà có chuyện ăn được của mình. Mới chiến là định nên ăn đấy. Ui giời ơi, ngoa
ngon thế, đồ ngon thế, định ra ăn đấy. Ui, ui. Giỏi ngu con này, chiến thần thì phải à? Kệ, hôm nay mình lại không F9 nữa. Bởi vì tầm mỡ, tầm ác, tầm cao thế mà mình F9 mà mình đeo đồ cùi thì nó đánh chết đấy. Nhưng mà đồ đồ ngon thì mình lại không F9. Còn ra mà online là gặp là mình đập chết à. Giờ nghĩa tử 29 ngón bị phích rồi. Ở đấy mà hổ báo ra giờ tao đập chết. 21 giờ lân tinh nghỉ tí nhé. Nó không bật VK đâu anh em ạ. Bởi vì mình biết, nói thật với anh em là bây giờ mình biết là bọn nó đang thuật giảm phép. Nên là mình biết. Mà thuật giảm phép bây giờ mình đánh đau lắm. Chạy nó phù đến chân cũng đâu giết được, thoải mái phù đến chân nó còn mất mấy giây xong nó mới xuất được chiêu đấy. Lúc đấy thì mình chạy bố nó về thành rồi, thoải mái. Mà kể cả lúc đấy mình thoát nick cho cái là nó lên đảo ngay mà thoải mái, mà lại mới tám bộ chủ cơ mà anh em nhìn thấy không, tám bộ chủ không mất một bộ chủ đến bao giờ mới chết còn lâu. Ôi buồn lắm anh em ạ. À, đã thua giải rồi lại còn phải online nữa. Ok, chào Khiêm Đỉnh nha. Khiêm Đinh, chứ không phải Đỉnh như ông nào họ Đỉnh đâu đúng không? Ngọc Cánh ấy, con mẹ nó nghỉ game 5 năm mới tải lại game 3 ngày thấy server vắng như chùa Bà Đanh. Server này là đông, còn vắng gì nữa. Chạy công đít là phải chạy chứ, đeo đồ cùi như này mà gặp nó táng là trúng là chết chứ ông ạ. À, phải biết mình như thế nào chứ, lại cái kiểu không biết mình là ai, không biết mình đồ mình đang mặc cái gì để mà hổ báo thì mình bị ngu người. Đấy người ta gọi là bị ngu đấy anh em ạ. Mấy này cái tư thế F9 nó sẽ khác. F9 mà mình lại không có Sokona đấy nha. F9 là F9 chay luôn á. Gì có Sokona, Sokon đúng gì đâu. Ui hết hộ chủ ấy. Này thì cái gì lên tầng 3 nghe chừng thấy bơm Sokona thấy kinh khủng lắm mà. Cái ác giác này tính gì. Đỉnh kia mà em theo dõi anh được 2 năm rồi, thế không thấy comment đâm ra mình không biết. Cười ra nước mắt với cái ông đấy này. Anh hỏi thăm bạn anh ra tù chưa? À ra tù rồi. À, vừa lấy thắng celeb ra tù rồi. À, anh em bị tống vào tù. Hậu tỏ vẻ anh hùng chứ chúc mừng giải ngân hà, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng đấy anh em ạ. À, sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Mình thì mình nói thật chứ nếu mà thua là mình buồn lắm, chứ mình cũng không có đủ bình tĩnh để mà chúc mừng ai đó bên địch đâu, mình nói thật là như thế. Nhưng mà hậu mà làm được điều đó mà với đúng cái tâm tâm trạng và tâm lý thì đúng là hậu kinh đấy. Nhưng mà lại không giống như thế thì đúng là sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Buồn. Ác thắng là ác nào? Ác thắng là ác dơ blue này này. Đây này, ác này này. Ông này tên là Thắng nha. Đâu à? Đây 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 đây, để mình cho anh em xem. Chuyên gia F9 ra cắt lượng và có một cái Facebook đó là Thắng F7 đấy. Đây, đấy. Mình cứ hay gọi là Thắng The Blue thì mình cứ hay cứ gọi là Thắng Seven. Đấy, ông này thì chuyên ăn mấy cả F9 ra cắt lượng suốt ngày thôi. Thua mới có động lực à? Nói thật với anh em chứ nói là thua có động lực chứ thua là buồn, mà thua là chán mấy hôm luôn đấy, mà có khi còn chán không phải mấy hôm đâu mà chán có khi cả mấy tháng ấy. Hôm nay mình lại vừa nhận được mấy tin mừng, chắc tí là mình phải đi mình xin chia tiền với cả mấy anh em vừa thắng kèo của Khang. Kèo của ai thì mình không thích nhưng mà thắng kèo của Khang mình thấy cảm thấy vui vãi. Anh em thế nào mà độ ngoài cấm rủ tôi gì cả. Thế là cái kèo của gà vịt mấy cả chiến thần các ông ấy gặt nhẹ đâu cũng hình như tổng sơ sơ đâu cũng hơn trăm. Ngọt thật ý. Nhưng mà căn bản các ông ấy kèo trong âm thầm đâm ra mình không biết. Đến bây giờ các ông mới khai. Đi liên hoan rồi các ông mới khai. Ai à, hay thật ý.
Ai ai cũng buồn, buồn rất sâu đấy, đúng rồi, người ta cũng đầu tư rất là nhiều mà bây giờ kết quả mà họ nhận lại nó không được như mong muốn, buồn chứ. Bên mình cũng vậy thôi, đầu tư rồi là anh em rồi thức ngày thức đêm rồi bàn bạc nhau đưa ra cái kế hoạch rồi chiến thuật để đánh, mà đến lúc thua là buồn lắm chứ. Lúc đấy là anh em mỗi thằng ngồi một góc, không thằng nào nói với thằng nào câu nào ấy chứ. Mà khả năng bên kia có khi là cũng bình thường là đi ăn tôm hoàng đế, nhưng khả năng có khi là đây về là ăn mẹ con cua gạch còn không dám ăn ấy chứ. Anh đen nhìn mặt không tin tưởng à, vãi cả không tin tưởng. Ác đó nhìn như ác đương, không phải, ác này là ác người ta cày từ ác bắp lên ấy, có nghĩa là ác bảo ăn phù lên ấy. Ôi giời, tướng quân lệnh ai lấy à? Ui nhiều thế, Hoàng Cóc ơi, để lại cho mình nhá. Để lại cho mình nha. Hoàng Cóc có tướng quân lệnh này. Nhìn đến 16 cái này. Bảo để lại cho mình để mình ép đồ, mình ép Giáng Linh Chiêu. Anh em cứ yên tâm. Ác tái xuất nó vẫn cứ lên, nhưng mà lên với cái tốc độ con rùa bò anh em nha. Xem cái ngọc bội à, ngọc bội của mình đi chất rồi. Đây, ông định tôi F9 định ra nhặt cái ngọc bội này của tôi gì? Không được đâu, khóa rồi. Đây còn được quả táo đấy anh em này. Hôm qua đứt một chiếc dép, hôm nay đứt thêm một chiếc nữa, Huy nhặt được một đôi. Đâu hôm qua nó chụp ảnh, nó đã chụp cho mình mà. Anh ơi em đi, em lúc đi thì em đi giày mà về thì em lại có đôi dép kẹp nách. Thế mình bảo thôi mày chốt chót lấy của ai thì mày giả người ta đi. Chứ bây giờ anh em anh mà anh là anh mày, anh không thích là chơi với những cái người mà có cái tính tắt mắt như thế nha. Thế nó bảo không anh ơi, em làm gì có cái tính như thế, em là em nhặt được. Thế bảo mày nhặt được đâu? Bảo em đi đánh giải em nhặt được. Bảo đi đánh giải mà lại nhặt được dép, mày vô lý. Thế nó bảo không thật, em đi đánh giải nhưng mà em nhặt được đôi dép. Nhưng mà mình bảo thôi, thế thì mày nhặt được đôi dép của ai mà bây giờ chưa biết chủ nhân thì để anh lên YouTube của anh đăng lên, mà nếu mà có ai bị rơi dép hay có mất dép gì đấy thì liên hệ với Huy mà nhặt lại. Huy nó nhặt được đấy, không biết có phải nó ăn cắp không nhưng mà mình nghĩ là chắc là nó nhặt được đấy. Thằng ấy nó có vẻ đợt này mình nói nó nhiều chắc cũng tin tưởng được. PM game khác không được kìa, PM PM game không được kìa. Ừ đúng rồi, vãi. Đây 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 đây. Rồi rồi rồi, mình tắt ở cái chỗ đấy đi để cho thằng kia nó đỡ spam ấy. Thế là nó đếch spam được mình nữa. Rồi ngu nó đang chịu khó xem livestream của mình nữa mà xem trong âm thầm nghĩ mà không like là giận đấy nha. Buồn đấy, xem nó phải like cho người ta chứ nị, xem cứ trong âm thầm rồi nên để mà dơ lưng cho người ta đánh. Thế thì không hay rồi. Khịa cơ, ông cứ nói từ khịa nhỉ. Nhặt được dép thì chả bảo là nhặt được đôi dép thì có ông nào mà bị mất dép thì đến mà lấy chỗ ông Huy còn gì nữa. Nói thế mà bảo khịa. Mua ạc đạo sĩ có hỏa tinh đoạn lạc đây, vãi cả, mua ạc đạo sĩ có hỏa tinh đoạn lạc. Mở chat kìa. Đâu? Mình mở rồi anh em ơi. Đang Hoàng Cốc đang có đấy, bảo là Hoàng Cách có thì bán lại cho mình. Nhưng mà bây giờ tướng quân lệnh thì mình không mua giá cao đâu, mua giá rẻ rẻ thôi. Chứ mua cao thì mình không có tiền, bởi vì mình mua những 6.000 cái. 6.000 cái nó nhiều tiền lắm anh em ạ. 6.000 cái mà bây giờ nếu mà anh em mà bán cho với giá 80 chăng nữa thì 684 bao nhiêu? 6848 là 480 cao su đấy. Không phải là ít đâu. Nó tầm 6 cao su mới có thể làm được đấy. Nói đều hậu. DZA anh em người ta nói DZ là mình còn mới đầu mình còn không biết DZ là gì, về sau mình mới nghe hậu nói là đẹp dai, nhưng mà anh em lại dịch không phải là đẹp dai mà mấy ông lại dịch là đứt dép, vãi cả cứt luôn. Nhưng mà kể cái tên mẹ đứt dép cũng hay đấy anh em ạ. Tự nhiên này sao này, tự nhiên này anh em lại nghĩ ra cái quả cái tên ấy hay thật đấy, mà nó lại hợp với ngữ cảnh anh em ạ. Đúng, nó hợp với ngữ cảnh cực kỳ luôn. Bình thường người ta đánh thì người ta đuổi người khác thì không nói làm gì, nhưng mà toàn chạy thì đúng là chạy đứt dép còn gì nữa, cái rối nó hợp đấy.
Nên là tự nhiên ông công phán ra cái quả đứt dép mà mình nghe, mình mới đầu mình nghe mình cũng chưa hiểu rõ là tại sao, nhưng mà đến cái lúc mà giải nó diễn ra xong nó đánh như vậy rồi là mình cười cười bòa lên luôn. Ui thôi đứt dép thôi ông lại quay sang đứt giấy, mỗi người có mỗi cái giấy thôi, lại đứt cả giấy nữa thì chết. Ông đứt dép thôi. Dép nhưng mà Việt Nam mình thì bây giờ nó bị biến tướng của cái từ ngữ Việt Nam mình rồi, nên là không biết ông biết viết từ JD là dép lắm, mà ông đọc viết chữ Z thôi. Z đấy. Đấy như bây giờ đẹp dai cũng thế. Đẹp dai này người ta cũng phải viết là đẹp dai, các ông phải đọc viết chữ dai là chữ Z thôi. Nên là bây giờ chữ Z nó bị thay thế mất chữ giờ hay sao ấy. Bây giờ loạn ngữ rồi. Trận đầu xem thằng Rin gáy nữa. Gáy nữa, gáy gì? Mát mát thật à. Gãy ngứa mát thật à. Hậu nó chạy rẽ đất ra anh ạ. Đâu chạy rẽ đất đâu mà chạy quên dép thôi, không rẽ đất. Cho em xin mấy vạn đi. Công ND công đứng đây mình cho xin mấy bạn để di chuyển thì được, chứ mà bạn mà cứ suốt ngày xin tiền mình thì mình không cho đâu. Ok ông này sao lại cứ cứ giao là ai nấy không mà bảo để lại cho mình mà. Cứ giao là ai lấy không vãi cả cứt. Ngửa mặt thật anh à. Vãi cả sao lại ngửa mặt. Hậu quả này ăn đủ anh nhỉ, quả này ăn đủ 6 ác phun ngọc bội Vina Game tưởng thế nào. Nghĩ sao cái con Jin mang ngọc bội Vina Game, đạo sĩ lấy một dòng dám đâu. Ngọc bội đấy là ngọc bội ấy mà, ngọc bội em không biết, khi nãy anh viết spam em không biết. Ok bán lại cho mình. Ok mình mua lại của bạn Hoàng Cóc rồi, không biết là bạn ấy bán bao nhiêu cả. Hai đánh một mà chạy nhìn cười đau cả bụng. Nói thật là ác hiệp binh nó mạnh lắm. Nói chung là hôm cái trận đấy là nó có một chút lỗi là cái con Zerat là ông từng cu hiệp nó cầm nó auto nó chưa có chạy, thế nên là ông gõ bằng tay, mà ông gõ cạch cạch bằng tay thì chả thiệt à. Auto nó gõ được 4 5 lần ông mới gõ được một lần, nên làm sao mà chả thua. Thế nên là bị thua cái trận đấy. Còn mỗi ác hiệp bin thì đúng là đánh còn nông mới chết, thế nhưng mà đến còn một ông mà các ông không dám nhau vào. Em lấy anh 90 xu thôi. Ui 90 xu là cao ấy nha, nhưng mà ok mình cũng không trả phải mặc cả với các bạn ấy làm gì. Nhưng mà chút trả tiền sau nha. Nha, hoặc lấy ở Bích Vũ Cung ok, chứ bên này thì chưa có lấy xu. Rin đâu mà Rin, thằng xế nó cầm nó gáy bẩn chứ Rin đâu mà Rin. Em lấy Bích Vũ Cung cũng được ok. Thế thì lấy binh vô cung thì mình trả binh vô cung thôi. Binh vô cung thì có thể là lấy được ngay xu, chứ còn bên này là phải rút F2, mà F2 thì chỉ có một vài người có thôi chứ không phải ai cũng có. Có Trần Tuyền có F2, có Hải Sơn có F2 thôi. Bên này có Kim Kim. Nhưng mà Kim Kim thì mình không có lấy được ngay, bởi vì là Kim Kim có lấy thì phải banh trước thì mới lấy được. Chứ mình cũng không quen đấy. Nhưng mà đợt vừa rồi thì mình mài nghĩa tử 2 thì Kim Kim thấy mình cũng uy tín đấy. Có nghĩa là khi mà mình bảo là bạn lấy cho mình 50k ấy, thì mình bảo là thì tí nữa thằng cu em nó về thì mình banh cho, thì Kim Kim cũng ok và giao dịch cho mình 50k. Thế thực sự ra là cũng như thế, là mình cũng cảm thấy rất là hài lòng. Bởi vì mình thì nói thật ra là cũng chẳng lừa đảo ai đâu, nhưng mà lấy cái như thế cũng là cái khó, bởi vì người ta là dân buôn thì bao giờ người ta cũng sẽ được nhận cái tiền trước. Sau đó là mình mới có thể nào mà lấy xu hay lấy gì sau. Thế nhưng mà hôm vừa rồi là mình cũng đang máu mài, mà mình cũng thằng cu em nó đi cỗ ấy, nó chưa về ấy, chưa có gọi được. Thế cũng may quá là cũng lấy được thì cũng cảm ơn. Đấy, dù sao chăng nữa là cũng có tí uy tín rồi. Giao dịch anh ở ok. Ok.
đâu, không biết bạn ấy đứng ở đâu ấy. Để mình thế là bao nhiêu, 16 cái à, mà bạn ấy lấy mình với giá bao nhiêu ta, 90, 1440 xu. Ok, mình sẽ trả bạn ấy 1440 xu. Đợi xíu để mình lấy xu nha. Chưa thấy bạn ấy giao dịch. Giao dịch chỗ nào ấy ta? Đây, để cho bạn ấy cái địa chỉ để bạn ấy tới bạn ấy giao dịch. Xem bình thường mà. Nói về giả 9x à? Ok, giả 9x thì cũng không có cái gì kinh khủng đâu. Giả 9x thì chỉ có đánh có một trận duy nhất thôi. Còn đánh xong trận đấy là hai team của mình gặp nhau, nên là anh em đánh cho có thủ tục thôi. Và Huy cũng chưa từng một lần được đứng lên cái bục cao nhất của giải 9X, nên là đợt vừa rồi anh em cũng đã cho Huy lên bục cao nhất của giải 9X rồi, cũng xứng đáng với những cái công sức đóng góp của Huy Game Việt thôi anh em ạ. Huy Game Việt thì mình nói thật là trong thời gian vừa qua thì Huy cũng có những cái đóng góp rất là nhiều cho cái team 200 và team 9X của mình, đúng ác rồi. Sang chỗ em A7X với chỗ nào? À, mình bảo nhé. À, đồng phong thần đài đi. Để mình mở, anh em đợi mình xíu nhé, để mình mở một cái ác nữa. Mình mở một cái ác nữa để mình trả xu cho bạn ấy cho xong đi. Chứ mà lấy hàng mà chưa có trả xu. Ok, đợi xíu để mình trả qua. Thì vẫn còn ở server Minh Tịch thì mình cũng Huyền Vũ thì cũng cả tuần nay mình không vào, còn để hết cả hạn cả đồ luôn. Đây, chưa có xu. Đây thì mình xem bạn em giao dịch xu ở thủ phố Tây Kỳ anh nha. Ok. Đợi mình xíu nha, để mình lấy xô đã. Úi dồi ôi, sao CPU mộ lại không thông? Sao tầm này mà CPU mộ không thông vậy trời? Đợi mình xíu nha. Tắt pet chặt đi anh nhớ, có cái deck gì đâu mà nhạt. Cái archive nó đâu có pet đâu. Bảo đợi tí nhá, bảo mình nhắn vào đợi. Đợi anh tí. Đường đi không thông. Để mình nhắn cho nó. Em qua thủ phố Ngọc Hư Cung đi Chi Vương Mộ. Ok, đợi xíu nha. Ok. Nam đúng ác, lấy có 2k thôi. Bên này thì còn mà bên kia thì lại không còn.
Ui, 3K thằng mặt L này. Vãi. Nhiều thế. Qua có ông kia gửi 1K. À, ok. À, nhân qua đây thì mẹ mình có thêm một lời nói là cảm ơn. Có một bạn, bạn ấy gửi tặng mình, đó là bạn Vũ Bình. Vũ Bình nhé. Thì bạn ấy đã gửi tặng mình 2 cao su. Để em tìm lại Facebook. Ok. Thì hiện tại là mình đã nhận được 1 cao su ở chỗ ấy rồi, ở chỗ của Mọi Đốm rồi nhé. Đây, Mọi Đốm vừa giao dịch cho mình xong. Thì cảm ơn Vũ Bình đã vừa tặng mình nhé. Bình Vũ. Em đây à, ok, có đúng em tặng anh 2 cao su không? Anh đã nhận được ở chỗ Mọi Dom rồi, mua tướng quân lệnh chi mà 600 cái, mua 6.000 cái để làm giáng linh siêu anh em nhé. Mình bắt đầu không có việc làm rồi đấy. Nên là mình bắt đầu mình đi mình làm giáng linh siêu. Đâu rồi, có bạn nào cấp 29 đâu ấy nhở? Bạn ấy bảo cấp 29 mà mình chưa thấy ác nào nhân vật cấp 29 ở đây cả. Ok, đây cấp 29 đây, nhưng mà để tí mình check lại xem có đúng bạn hay không đã. 1440 xu. Đợi xíu nha, để mình tính chuẩn ác chứ em. Ok, đúng rồi nha. Ok, mình đã giao dịch xong cho bạn 1440 xu. Đấy thì mình cũng đang gom cái tướng quân lệnh để mình làm giáng linh siêu đấy nha. Nhỏ quá không nghe thấy gì à? Tôi nói hàng xóm nó còn chửi à. Đây, thế là mình được 18 cái rồi, mới là bên kia là mình mua được cỡ khoảng gần 1K cái rồi. Thế là mình cũng còn cỡ 1 phần 6 của quãng đường nữa. À, hôm nào Huy về em lấy 1 cao su lì xì anh tiếp 1 cao su nữa. Hôm nay em không còn đủ có tiền mặt nên chuyển cho Mọi Đốm đủ 2K. Ok Vũ Bình ơi, thoải mái. Anh em tặng 1 xu mình cũng quý, chứ cũng không nhất thiết là phải cái gì cả nha. Nên là cũng cảm ơn tất cả anh em. Thì gửi lại Vũ Bình vừa mới mọi nó vừa mới nhắn là có một ai đó vừa tặng anh 1 cao su, thì mình cũng vừa mới nhận được rồi, và mình nhớ ra là Vũ Bình hôm trước có bảo, nên là mình đoán được là Vũ Bình đã tặng mình đấy. Thì ok, anh em có bao nhiêu cho mình thì mình cũng cảm ơn, chứ cũng không quan trọng là bao nhiêu cả. Ôi còn 5K tướng quân lệnh nữa, lâu phết, chặng đường còn dài. Đúng rồi Vũ Bình ạ, thực sự ra là bây giờ anh cũng nên hết những cái tính năng rồi, bây giờ anh làm nốt cái giáng linh siêu cho nó đẹp thôi. Thực ra là giáng linh siêu nó cũng không phải cái gì ghê gớm đâu, nhưng mà làm cho nó đẹp. Ui ông này sau này ông giao dịch cho mình nhiều cái này thế. Ôi bán cho mình cái này à? Ok bán để mình tính tiền xong mình mua lại nhé. Mình ăn cho ác chip. Ôi ông này không có bán đâu. Bán là anh mua luôn, anh ăn cho ác chip thôi, để anh lấy tướng quân lệnh thôi chứ cũng không làm gì. Là cái gì? Gì không biết là cái chữ này nó không có dấu, mình không đọc được. Là ghê hay cái gì? Là ghê kaka là sao không hiểu. Anh đen không xin ai cái gì nhưng cũng không từ chối ai cái gì. Đúng rồi bạn ơi, có nghĩa là mình không không chủ động mình xin ai một cái gì, nhưng anh em cho mình là mình nhận, à anh em cho mình là mình nhận, chứ mình cũng không có tự động xin, bởi vì mình biết là anh em làm được cái đồng tiền nó cũng rất khó khăn chứ không phải không. Nên là anh em quý thì anh em cho thì mình cảm ơn thôi, chứ còn mình không 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 có đi xin. Đấy. Đấy là cái quan điểm của mình như vậy, còn anh em quý anh em cho mình thì mình nhận chứ. Tấm lòng của người ta là mình nhận chứ, mặc dù kể cả có 1 xu hay 10 xu hay 100 xu hay là cho cái những cái vật phẩm gì mà mình cần mình cũng quý chứ. Anh đen lên giáng linh siêu cấp là con ác thêm được gì vậy? Giáng linh siêu cấp thì thực ra là nó có cái điểm hay, đó là mình thêm được 5% của cái công hoặc thủ. Đấy là ví dụ mình mà kích giáng linh công thì mình ấn của mình giáng linh công thì mình nên được 5%. Còn nếu thủ thì mình cũng nên được 5%. Đấy kiểu như vậy thôi, nó hơn được thêm 5% nữa. Sao không mắc thẻ chung trước à? Thẻ chung vẫn ăn đức công ơi. Có nghĩa là vẫn ăn. Thẻ công mình làm hai việc cùng một lúc.
Tức là thể chung vẫn ăn và đi làm Giáng Linh vẫn làm. Đấy, vẫn làm hai việc cùng một lúc, bởi vì thẻ chung không phải lúc nào bạn cũng mua được, thì thỉnh thoảng có người bán thì mình mua, và mình thì quan điểm của mình là mình chỉ mua với cái giá hợp lý đối với mình thôi, chứ cao là mình không có mua. Phải như nhím, ăn ngộ cao anh ạ, không ăn ngộ cao thì trở thành 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 quá ngộ đấy. Ngộ nó quá cao nó trở thành là quá ngộ đấy. Nên là mình không có ăn ngộ cao đâu. Đấy. Mình chỉ ăn thẻ chung thôi, ăn thẻ chung cộng với cả làm Giáng Linh siêu. Nhưng mà Giáng Linh siêu thì mình có một cái kế hoạch, có thể là đến tận giải quần anh hội cuối năm hoặc có thể là sang năm nữa thì mình mới nên, bởi vì mua nó không có dễ, nên là mình cứ từ từ mình gom thôi, có đâu có nhiều tiền đâu, thì mình cứ cày từ từ thì mình có, kiểu vậy đó. Tác dụng của việc ngộ cao đó là bỏ chạy đó. Vậy mua cái búp vinh dự, vậy mua cái búp VIP như hậu cho nó rẻ. Búp đệ nhất cũng tăng mỗi thứ 5%. Búp đệ nhất thì thực ra là nó rẻ nhưng mà nó lại mất một ô búp anh em nhé. Búp đệ nhất thì nó lại mất một ô búp, còn đây là mình tăng được 5% nhưng không mất ô búp, đó là điểm khác nhau. Nhưng thực ra là mình cũng kiểu mình muốn cái đẹp ấy, thì là mình làm cho nó đẹp, cho nó giống kiểu là một cái ác mà nó được hơn những cái ác khác ấy. Ví dụ ác Giáng Linh siêu thì bây giờ game Phong Thần cụm 2017 cũng không có nhiều đâu, chỉ có duy nhất một ác của Phạm Văn Hậu này, ác của đạo sĩ Hiệp Bin là 2 này, ác của Trịnh Kiên là 3 này, ác của đạo sĩ Gà Vịt là 4 này, giáp sĩ Gà Vịt là 5 này, ác của Vương Béo là 6 này. Còn ác nào nữa ta? Hết rồi, có 6 ác thôi. Toàn cụm 2017 có khoảng 6 ác, không có nhiều. Mình muốn trở thành ác thứ 7 thì sao? Mình vẫn cứ làm. Đấy, nhưng mà làm thì mình làm từ từ chứ mình không có vội. Anh à đấy, thuê quên mất ác anh Thư. Ác anh Thư là ác thứ 7. Ác anh Thư là ác thứ 7, đúng rồi, anh em nhớ chuẩn đấy. Ác anh Thư là ác thứ 7 nha. Hoàng Cóc nhắn cái gì cho mình không mà thấy cũng đứng đây cùng mình ta. Giao dịch trả xu Hoàng Cóc ở bên server kia rồi nhá. Gần 300 mét là mặn chứ đẹp gì. Mặn chứ, nó không là nó nhiều muối lắm. Anh số 8 đúng đẹp, nhưng mà số 8 đẹp đúng không? Nhưng mà chưa chắc. Bởi vì cũng có nhiều người ta nhiều tiền hơn, có thể người ta nên hơn, mà nhỡ đâu mình lúc đấy là số 10 thì anh lại còn thích nữa. Mình thích số 10 nên là mình hy vọng là có những ai đó lên trước mình để mình đạt được cái số 10, đúng số số 10 tròn trịa luôn. Thì luôn luôn là nó gọi là 10 luôn. Đấy. Ác dị nhân của Huy chưa lên à? Ác dị nhân của Huy chưa. Hiện tại là có thêm hai ác nữa là đang Giáng Linh siêu cấp dở, đó là ác của Thập Hình đang là 4 trên 10 và ác của Rin Nguyễn đang là 6 trên 10 Giáng Linh siêu cấp. Đấy. Đợi lúc nào anh đen ăn xong thẻ chung sẽ gom tặng, gom lại tặng như lúc trước, làm hóa thần mới vui. Nói chung là cái đấy thì mình thực sự ra là mình tự nhiên mình có một cái sự bất ngờ cực kỳ lớn trong cái vụ mà mình live stream mà mình công bố cho anh em là mình đã nên hóa thần hôm đấy, được cực kỳ mừng. Anh em tặng mình quá nhiều luôn, quá trời luôn. Mình là người nghèo đâm ra anh em yêu quý thì sao ấy. Mình đâu có nhiều kinh tế đâu. Cu-li mà, đâu có nhiều kinh tế đâu, nhưng mình lại là người được tặng. Khả năng là nếu mà Vinagame mà xét cái góc độ mà gọi là người nào được tặng nhiều nhất game ấy, thì khả năng mình đứng top 1 anh em cái ông mà OEGF này, đợt nào mình livestream cũng thấy ông ấy đi cạnh, ông cười thế mới tài chứ. Xong rồi cũng xin vào VT xong cũng nhặt, xong nhặt lại cho mình. Chả hiểu là ông này ông ấy kiểu ông chơi game cho vui, ông ấy cứ vào ông ấy lang thang kiểu vậy. Đam mê. Xong cứ chạy cái ác cùi 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 chạy theo thôi. Hài vãi. Giáng Linh 4 cộng chuyển sinh 7 thành Giáng Linh siêu cấp mà. Chính xác rồi. Bây giờ là Giáng Linh 4 cộng với chuyển sinh 7. Và mình đã hoàn thành 10 lần Giáng Linh là nó sẽ thành Giáng Linh siêu cấp đấy anh em. Hoàng Cóc bán 2 bằng 200 cái gì, 200 cái này đi. Không biết là 200 này là 200 gì. Ông hiểu nhá, ông có gì ông liên hệ trực tiếp vào Facebook của tôi đi, chắc ông đang xem live đấy, liên hệ trực tiếp vào Facebook của tôi đi. Chứ mà tôi đọc không dấu là nhiều khi tôi không hiểu đâu. 300 anh em mỗi người một ca su là khỏe. Nói chung là cái này thì như thế thì tuyệt vời quá, nhưng mà mình cũng không yêu cầu là anh em phải như vậy. Anh em nếu như có điều kiện thì tặng mình thì mình cảm ơn, còn nếu không có thì chỉ cần tặng mình một like hoặc là anh em đồng hành cùng với mình là mình đã ok lắm rồi.
không nhất thiết là phải như nọ như kia đâu, còn mình xác định là mình chơi thì mình phải tự lực thôi, nhưng mà được anh em mà tặng thì mình phải nhận nhỉ, như thế thì không nhận thì người ta bảo là bị khùng ấy. Cái gì BTRV 72 à? BTRV là ông nào ông biết đâu. Anh nhắn tin riêng đi cho họ bán đấy, mình còn không biết bạn ấy là ai á, chỉ biết là trong Facebook này bạn Hoàng Cóc là cứ thỉnh thoảng bạn ấy cho mình một số thứ, ví dụ như là mấy cái tứ tinh tứ tiếc là bạn ấy hay cho mình lắm, còn mình cũng còn chưa biết bạn ấy là ai đâu. Bà Rịa Vũng Tàu à? Bà Rịa Vũng Tàu đó à? À, Bà Rịa Vũng Tàu à? Đó. Thế thì tôi chịu thôi, các ông đọc có những ký tự mà tôi chưa biết đâu. Ờ. Vãi fan hâm mộ 35, tôi mới chơi game được mấy năm. Rồi, anh Đen có thể cho em 100 xu không? Ok, Mỹ Ninh vào đây cho 100 xu này. Mình thấy những anh em mà hay comment mà hay cũng hay bênh vực mình ấy, mình cũng quý lắm chứ. Bởi vì mình cũng người thật việc thật mà bị mấy cái thằng kia nó nói mình cũng tức chứ. Nên là có cái hôm đó, chính xác là Facebook nhá. Mà cái thằng mình kể cho anh em nghe câu chuyện là Facebook này hôm trước thì mình cũng chẳng muốn dính dáng gì đến cái thằng Vinh Chùa đâu. Cái thằng danh con ấy mình không thèm dính dáng gì nó đâu. Xong nó cứ tang mình vào, xong nó bảo là cái gì mà ưu tiên anh Đen mấy cái nọ kia thứ, hiểu là bán man bán mủng đấy, còn mình chưa mỏ mày chưa đủ tuổi. Thế xong nó nói nọ nói kia mình tức quá, mình mới nhắn là cái gì ta, kiểu nó nói là ý là kiểu ông câm mẹ mồm đi ấy. Thế mình bảo là cái loại mày thì luôn luôn kiểu là giả danh trí thức, xong rồi nói chuyện có vẻ là nghe chừng thấy trí thức đạo đức đấy, nhưng mà thực ra là đéo bằng một con chó đâu. Thế là quay hàng là bị Facebook nó khóa bố, nó mất 7 ngày vẫn nó vẫn chưa mở, phải mấy ngày nữa nó mới mở. Cay ơi là cay, với gặp những cái thành phần mẹ luôn luôn là trong mồm thì nói là nghe chừng thấy quần áo người ngợm sạch sẽ đẹp đẽ lắm, nhưng mà thực ra là có cái đéo gì đâu, thể hiện mấy ai có cái gì đâu, học thì không biết học hết lớp mấy mà luôn luôn thể hiện. Nên là những cái thành phần đấy mình không chấp, mình đã không chấp, mình đã không thèm nói từ bao nhiêu ngày nay rồi, nên cứ thích như tang vào xong bắt đầu nói. Manh giả danh trí thức à? Đúng rồi anh em ạ, những người anh em cứ để ý, những người mà người ta sống chân thật giản dị thì người ta rất là bình thường, chứ người ta không lúc nào cũng phải trau chuốt hay là các thứ, xong rồi thể hiện là nói ăn nói lịch sự hay nọ kia đâu. Có sao thì nói vậy đi, chứ còn mẹ cứ thể hiện nọ thể hiện nhưng mà trong bụng người toàn cứt, làm cái gì đâu mà. Vinh hôm trước bán cho em con bạch kim bằng tam sinh thạch cộng ly cà phê, mà cà phê cà phê này chứ không phải là cà phê 20k Sài Gòn. Vãi, nói chung là mua bán thì mình cũng chả biết thế nào, nhưng mà mình nói thật với anh em là hôm trước thấy bảo là đang có cái cạc gì mà đâu mà thằng nào nó bảo mua 2 cao su mà lấy của người ta rõ 1 man 6 anh em ạ, một một man 6 với cái giá man mà hồi trước cái lúc mà mua đấy thì man nó giờ tầm 18 thì một man của nó đã 1,8 triệu rồi, còn 6 sen nữa thì 6 sen mình nhân ra thì nó hình như nó rơi vào hơn 3 triệu hay sao ấy. Mà gì đâu mà 2 cao su hơn 3 triệu trời. Nên là nhiều khi gặp những cái thằng như thế mình bó tay. Mấy thì mấy thằng Vinh Chùa bày đặt mua man bị Trung Nguyễn bóc phốt chửi cho dơ. Đúng rồi, ở đây thì mình nói thật là Trung Nguyễn là một cái thằng cu nó mua man bao nhiêu ngày tháng ở bên đây rồi, hình như quê của Trung vẫn cũng ở ấy, ấy cũng ở Vũng Tàu nhé. Và mua man người ta mua cũng mua man đấy, nhưng mà người ta mua ở cái góc độ là người ta mua nó ở cái tầm nó khác rồi. Xong rồi hỏi xem là mua man như nào, ông mua bằng SBI, bảo là nếu bằng SBI nó gửi cụ nó về nhà bằng SBI sau này nó làm hoàn thuế còn hơn. Ngu gì mà đi 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 đi, đi gửi cho ông với bằng cái giá SBI, còn đã mà bán man tay ba thì giá nó phải cao hơn. Đấy, ví dụ như giá SBI nó được có 180, tức là một man được 1,8 triệu,
thì bọn bên ngoài mà mua giống như Trung Nguyễn mua bao giờ người ta cũng phải mua 185 hoặc là 187 hoặc là 190 gì đó, chứ không bao giờ có chuyện là mua bằng SPI 180 tại cái thời điểm đó để mà mua được của người ta, không bao giờ mua được của dân như thế. Nên là nói khôn, đúng là khôn như thế thì bó tay. Đấy Toàn vẫn còn nhớ là một man 6 bằng 2 cao su, mà các ông tính hộ tôi cái giá man bây giờ đang rẻ nhất là 172 đi chăng nữa, thì một man 6 của nó để tôi nhân cho anh em xem. Bây giờ nhé, một man 1.6 mà nhân với 172 thì nó cũng rơi vào 2 triệu 700. Nó rơi vào 2 triệu 720 nghìn. Mà chia cho xu bây giờ, nếu như dân buôn bây giờ bán đắt thì là 680, thì nó cũng phải được 4.040 xu, 47 xu. Thế mà tại mà ông kia mà ông lấy 2 cao su bó tay. Mua man mà lại đi so với giá Google. Thằng Vinh Chùa nó khinh người lắm à. Thì bao ba phần những cái thằng không có tiền, xong bắt đầu dạng kiểu nó có một tí tiền và thể hiện chênh với người khác thì bao giờ cũng rất vênh váo anh ạ. Còn những cái người mà người ta sống theo kiểu điềm đạm và luôn luôn là tất cả mọi người đều tôn trọng ấy, thì bạn có ít tiền hay bạn có nhiều tiền thì người ta vẫn coi như bình thường thôi. Bạn mua bán với người ta 1.000 người ta cũng quý, coi như đó là khách thì mới ok. Chứ còn bảo là ông mua ít thế này thì ông đi chỗ khác mà mua, hoặc là ông mới mua thế này thì tôi không thèm bán cái giống đấy thì chẳng làm ăn gì được. Kể cả như mình thế thôi đấy, như anh em mà ví dụ anh em mà có cho mình cái gì, cho mình 1 xu hay 10 xu mình cũng cảm ơn quý hết, bởi vì nói gì nói cũng vẫn là số tiền bằng mồ hôi công sức của anh em đấy. Còn tất nhiên là có một số những cái mà anh em cho nhưng mà mình không cần là mình không lấy, cái gì mà mình cần là mình lấy hết, còn mình không xin, nhưng anh em cho là mình lấy. Đấy. Vinh Ngọng bạn thân của Khang nổ lừa đảo. À Khang thì lừa đảo thì cái đấy là có cái vụ thật sự, và không biết bây giờ có còn lừa đảo hay không, nhưng mà hiện tại bây giờ đang có dấu hiệu tiếp tục anh em nhé. Anh em cứ theo dõi Khang thì biết. Bởi vì sao? Cầm đồ với mục đích là như anh em thử hỏi Trọng Long, có ông nào mà thân thiết với Trọng Long hỏi xem có đúng mình lời mình nói là đúng hay sai nhé. Có nghĩa là khi mà thiếu tiền, bí tiền, nhờ Trọng Long bảo anh ơi hay em ơi anh đang bí tiền cho anh mượn ít thì anh cầm cái đồ này. Thế là gọi gần như người ta đã giúp đỡ mình cho mình mượn đúng không? Thế nhưng mà cho mượn xong bây giờ đếch nấy, bảo em tưởng em cầm cho anh này em cho đứt luôn, bán đứt luôn đấy. Thế thằng nào nó nghe? Câu chuyện vớ vẩn. Nếu mà nói với người ta bảo anh ơi cho em cầm cái này. Đấy, anh cầm được bao nhiêu tiền thì lúc đấy người ta sẽ tính là cầm đồ nó khác. Còn đây bảo em đang bí tiền, em cho em mượn từng đây rồi em đưa lại cho anh cái đồ này làm tin chẳng hạn, thì cái đấy lại là câu chuyện khác. Đấy. Khang đang cầm xét đồ đang định bùng, không biết bùng được không, nhưng mà thấy anh em mình nghe thấy tin đồn thấy bảo Trọng Long đang tìm ấy, không biết là tìm có tìm được không, bởi vì là địa chỉ có rõ ràng đâu, bố ai mà biết được. Nên là mình không biết được, mà Facebook là có lúc thì là cái gì Diệp Khang rồi có lúc thì là cái gì ta, nói chung là nhiều Facebook lắm nên là mình chịu. Còn mình trừ khi bị mất Facebook thì mình lập một Facebook mới và mình tự mình đăng lên đây là mình, đây là mình, chứ còn mình không bao giờ có nhiều Facebook. Đấy. Facebook, Zalo rồi số điện thoại nếu có thì nó cũng phải rõ ràng một cái thôi, để cho anh em có gì người ta đến đòi nợ thì người ta còn đòi được, chứ đòi nợ thì toàn thuê bao thì bố thằng nào mà biết được. Nó xiên Trọng Long phát hơi đau đó anh em. Nói chung Trọng Long nhảy vào xét đó là dở rồi. Cái này thì mình cũng chỉ mới nghe được cái tin như vậy, nhưng khả năng là anh em trong dân buôn nói thì chắc là đúng đấy, không có sai đâu. Đấy còn mình cũng là người ngoài cuộc, còn ai mà dính thì phải chịu thôi. Hôm trước hình như là cũng định cầm cho chỗ Hà My, nhưng mà nâng tinh tầng 3. Ok anh em, nâng tinh tầng 3 thì tầng 3 thôi. Nâng tinh này khỏe lắm. À gần chết rồi này. Anh em đánh con nâng tinh gần chết rồi này. Xíu rồi mình táng thôi. Rồi nó online con chiến thần nên là mình không F9 đâu. F9 là dùng đồ đấy. Mình sẽ táng bot. Đợi xíu nha.
Tán thôi. Tái xuất giết. Trời ơi, mình lại còn ăn bot đấy, in ra nhặt cái áo hồng quân cái nào. Mấy ông này nhặt hết đồ của tôi, chán ghê. Sao thế? Ông nào nhặt hết đồ của tôi đi. Tôi có để auto nhặt đâu. Ui, nhặt được cái bạch thủy tinh ngon quá. Áo hồng quân, ngon. Thơm. Hồng quân lạnh, hồng quân cân. Tết đó quỳ xuống xin Vinagame nó cho rút lại kim ô thì được. Cầm chỗ Hà Mi, chắc Hà Mi quy hoạch quen thuộc lên không dám lừa. Thực ra là chắc là Hà Mi máu mặt hơn. Hà Mi máu mặt hơn nên động vào là Hà Mi nó chém chết, nên là cũng không dám lừa. Ô lại ăn bot à, nên nên lại táng mấy cái. Úi giời, ông này lại nhặt kim loại hiếm này, ngọt thế. Ấy, ấy, con này nó kết bot ngay anh em. Với con này tốc độ xuất chiêu lên 35%, chứ con thú Vinagame không có, nên là mình không có đeo khi kết bot mà mình đeo con này. Hê, lại kết bot rồi, vui quá ấy. Z Hồng Quân đem về Bích Vũ Cung à? Hôm nào giao dịch cái gì đây? Các ông xin cái này à? Ok. Cho luôn gáo rồi. Mình đi săn bot thì mình có làm cái gì đâu, mình đánh nghịch cho vui chứ mà. Bán 35 triệu không à? Nè, càng đấy, bây giờ vẫn đang chơi, vẫn đang thích nên chưa bán, hôm nào chán thì mới bán. Thôi chắc là bây giờ cũng muộn rồi, mình nghỉ đây và cũng cho anh em có thời gian để chuẩn bị theo dõi trận đấu giữa Việt Nam gặp cái gì? Ả Rập Xê Út à? Phải không nhỉ? Tối túm lại là mình không nhớ chính xác là gặp ai đó, nhưng mà chắc chắn là tối nay Việt Nam đá rồi, và Việt Nam đá thì mình sẽ theo dõi anh em nhé. Vẫn là mình vẫn là fan hâm mộ của Việt Nam, fan hâm mộ chân chính của cầu thủ Việt Nam mà. Nên là Việt Nam đá là mình sẽ cố gắng mình theo dõi. Anh em chia kèo 100M sao rồi? À hiện tại này may quá cái kèo gà vịt là mình xin thua ấy, để cho tránh anh em bị mất tiền khâu, nên là anh em phải xin thua. Còn cái kèo đấy đã xong rồi á. Thay này. Thì thay này. Thay trốn rồi. Ôi, phu luôn à? Con này phu luôn rồi. Chán thế, thay mới chặt thủng. Thay mới chặt thủng, thấy mình táng cho cái về luôn à? Thay trước rồi đây. 22 giờ nghỉ à? Thôi tầm này chắc là mình cũng nghỉ thôi, để cho thằng cu em nó cũng ngủ nữa. Thì chào anh em nhé, chắc phải hẹn gặp lại anh em vào đến tận tuần sau đấy. Bởi vì mình tuần tới này mình đi làm đêm, chắc là mình sẽ không nai được đâu. Đấy. Ngày xưa nhặt được cái áo với FF xanh là cả mớ tiền, bây giờ thì đồi nó cùi nó đầy mà. Thôi chào tất cả anh em nhé, hẹn gặp lại anh em vào buổi tối của khả năng là thứ bảy tuần sau mình mới nai được. Ui giời, một SS này đây này, cho anh em xem thêm tí nữa nên đi. Táng cho mấy bữa cho biết. Một SS này là ông này, là ông Bùi Quang Quang đây à. Phục sinh sao nổi mà phục sinh. Mình táng cho thì phục sinh làm sao nổi mà phục sinh. Phục của đít. Ông phục sinh nổi đâu. Ui già, cắt lượng nên cứu à, cứu sao được. Ui trời ơi. Ui giời. Lượng ơi là lượng. Thay này, thay này. Ui bay hộ chủ. Bay hộ chủ thì không đánh nữa. Bật hộ chủ thì không đánh nữa. Gắng lắm mà không giết được mạng nào. Cay. Cay thật đi.
Cay thật là cay. Phù rồi, phù rồi, phù rồi. Thấy mình bơm đầy máu là phù rồi. Thắng lên cấp 200 rồi, cứ auto đánh ở đây thôi à. Một skin thôi à. Ui trời. Đánh gì những cái giống này. Anh em thấy không, gần như không xuất được chiêu đâu mà. Không xuất được chiêu đâu. Riêng mình đeo đồ này còn đâu mới xuất được chiêu. Nhìn thấy chưa. Xuất chiêu hộ cái. Lượng ơi là lượng. Chuyển sinh 7. Này thì 7 này. Ôi nghỉ đi mấy lon bia vào xem bóng đá. Ok chào tất cả anh em nhé. Chắc kèo này mình treo tù đây, kệ nó thích đánh nào đánh thôi. Chứ đánh gì những cái giống này đánh gì. Ok hẹn gặp lại anh em vào tuần sau nhé.